ầm um, bảo kiếm quét ngang chịu sự và đập to lớn cong thành hình cung lại bắn lên thẳng băng phốc như hữu đạo đặt mình trong sương mù quai hàm phồng lên phun ra một ngụm máu tươi Xương mù bao phủ khí thế kinh người như hữu đạo không kịp do so dự lần nữa song trưởng đẩy kiếm ngang tàng chống đỡ lần nữa chống đỡ đòn kiếm cương thứ hai ầm um, thân hình như hữu đạo như sao băng bắn ra ngoài lần này là phun mạnh một ngụm máu tươi ra chương 1216, cưỡng ép đột phá phòng vây 2 uy lực thiên kiếm phù thực sự là quá to lớn rồi càn khôn hóa lực của hắn hóa liên tục hai lần xung kích to lớn đối với lực xung kích thứ hai theo nhau mà đến có chút tiêu hóa không kịp buộc tóc bắn bay thân kiếm đẩy ra lệch đi mũi kiếm lệch một chút khiến bàn tay chóc miếng thịt có thể thấy xương thời khắc lực công kích cực lớn chấn động hai tay hắn lùi về phía sau mũi kiếm cắt bàn tay hắn đồng thời kéo ra một đường áo bắn tung tóe ở ngực mình ở ngực cũng là chóc thịt có thể thấy xương nhiều hữu đạo bị đánh bay chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lên trong thiên cốc lối ra nơi hư không có dao động yếu ớt hỗn loạn truyền đến tiếng nổ nặng nề khiến cho tất cả mọi người trong cốc để ý quan sát đột nhiên thấy một cây bảo kiếm kéo lê đang tung bay leng keng rơi xuống đất ngay sau đó lại thấy bóng hình một người vù vù xuất hiện trực tiếp rơi xuống đất lăn lộn mặt đất lăn qua để lại từng vết máu bóng người lăn lộn cuối cùng nằm trên đất không động đậy dáng vẻ quần áo tả tơi không thấy rõ mặt ngụy đa vẫn luôn khốn khổ đợi ở bên ngoài lối ra hai mắt trợn to thêm vài phần lách người qua đó, đem người nằm trên đất lật lại, vén tóc loạn ra nhìn xem, lập tức cất tiếng kêu sợ hãi, đạo ra. Đạo ra, Tây Môn Tình không đứng ở một cửa động trên vách núi hơi kinh sợ, lách mình đến, rơi xuống đất tỉ mỉ nhìn, phát hiện người tóc tai bù xù toàn thần đều là máu này quả nhiên là Ngưu Hữu Đạo. Y đang tính vươn tay, Ngưu Hữu Đạo đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra sát khí nồng đậm, vung tay ngăn lại tay của y. Sau một lúc hai người nhìn nhau, Ngưu Hữu Đạo nhìn hoàn cảnh chung quanh một lúc, lại vung tay đẩy Ngụy Đa đang dìu dắt bản thân đứng lên. Đạo gia, Ngụy Đa loạn chọn một bước cực kỳ lo lắng. Cút, Như Hữu đạo tóc tai bù xù quát to một tiếng, quay người đi. Ngụy Đa còn muốn đi qua theo, Tây Môn Tình không giơ tay ấn bả vai của y, cửa ải này, người không giúp được hắn. Trước ánh mắt của bao người Như Hữu đạo lảo đảo bước chân, thỉnh thoảng phất phất đầu, trong tai vẫn không ngừng vang ong ong, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Loạn choạng đi đến bên cạnh kiếm của mình, chậm rãi cúi người nhặt kiếm lên, đâm kiếm làm nàng nghỉ ngơi, sau đó một tay chậm rãi rút vỏ kiếm bên hông ra, bảo kiếm quay trở về vỏ lần nữa đâm xuống đất, nâng tay gẩy nhưng cọng tóc rũ xuống che mất tầm nhìn một chút, đem những sợi tóc lau đi vết máu, ánh mắt lại rơi lên bàn tay nứt ra đẫm máu của mình. Nhìn một lúc, lại từ từ cúi đầu nhìn xuống ngực nơi bị nứt ra và thấm đẫm máu, thở dài lầm bầm lầu bầu nói thầm một tiếng, đánh đánh giết giết rất nguy hiểm, không nên đánh đánh giết giết, vẫn là không thể nhịn được. Hắn đang tự trách bản thân không nên mạo hiểm, trải qua công tác chuẩn bị ngày trước rõ ràng có biện pháp ra ngoài an toàn hơn, rõ ràng biết rằng cách thức vừa rồi có nguy hiểm nhất định, nhưng mà đối mặt với lợi ích được mất to lớn, bởi vì không muốn từ bỏ quyền khống chế Nam Châu, vẫn là không thể nhịn được, vẫn là đánh cược liều mình mạo hiểm. Khụ khụ, ho khan vài tiếng, lại cúi đầu sặc ra một ngụm máu, hắn từ từ cúi đầu phun ra những gì nghẽn trong họng. Tay từ từ thả xuống trên đai lưng, ở đai lưng móc móc, móc ra một viên thuốc, bóp nát viên thuốc, một viên linh đan nhét vào trong miệng nuốt xuống, chính là thiên tế đan mà quản phương nghi chuẩn bị cho hắn. Tiếp theo liền ở đó chậm rãi thi pháp điểm huyệt, cầm máu, một mình lẻ loi đứng đó liếm vết thương của mình. Người của phiêu miếu các, còn có đệ tử ba phái trung lập ra trước một bước, cũng kinh ngạc nhìn hắn, sau khi phát hiện quả thật là nghiêu hữu đạo, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Đều không nghĩ rằng nghiêu hữu đạo có thể sống sót ra ngoài, càng không ngờ đến hắn có thể đi ra nhanh như thế. Chỉ có điều có một điểm đều nhận thấy được, lúc đột phá vòng vây sông ra nhất định gặp phải chặn giết. Bạch Ngọc lâu lách mình dừng lại ở trước mặt hắn, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng tấm tắc kinh ngạc, người này thế mà có thể sống sót ra ngoài rồi. Có thể nói chuyện không? Bạch Ngọc lâu hỏi một tiếng, như hữu đạo chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười kèm theo máu, tiên sinh có gì chỉ giáo. Bạch Ngọc lâu vung tay chỉ một nơi, linh trùng được đem ra đến bên kia kiểm kê thẩm tra. Ánh mắt lại nhìn không được đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, trên người đối phương nhìn như thế nào cũng không giống như vẻ có thể có bao nhiêu linh trùng. Bên đó, ba phái trung lập ra ngoài trước, vừa vận kiểm kê xong linh trùng mang ra ngoài. Nưu Hữu đạo quay đầu liếc nhìn, yếu ớt, biểu lộ ra khá là suy yếu nói, linh trùng của ta vẫn có đang ở trên người cùng nhóm, ta phải đợi bọn họ ra. Đối với lần này, Bạch Ngọc Lâu không có ý kiến gì, trong bí cảnh kéo bè kéo cánh rất bình thường, phiêu miếu các cho phép. Vậy ta đợi tin tốt của ngươi. Bạch Ngọc Lâu bỏ lại lời nói quay người rời đi lời này không biết có phải là lời nói mát. Ngược lại cũng không khắt khe, quay đầu liền cho người đưa đến vải trắng sạch sẽ băng bó vết thương. Nghiêu hữu đạo chậm chậm đi đến một nơi dưới vách núi đá, một mình ngồi xuống chậm rãi xử lý vết thương, dáng vẻ chật vật giống như tên ăn mày. Trong bí cảnh, 12 đạo kiếm cương thiên kiếm hướng vào trong sương mù chém loạn một trận của trừ phong bình được thu lại rồi. Đất đá bay tán loạn rơi xuống ảo ảo như mưa, sương mù sau khi bị luồng khí lưu nổ cuốn loạn dung chuyển lần nữa tụ hợp trở lại như cũ chậm rãi phun trào, nơi này dường như có ma lực hấp dẫn sương mù. Trừ phong bình nắm chặt hai đấm, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm sương mù kỳ quái kia, y cũng không biết thiên kiếm phù lần nữa nổ loạn có thể giải quyết được như hữu đạo hay không. Bên phía nước tề, quỷ mẫu đứng ở dưới một cái cây ngơ ngẩn. Vẻ mặt nghiêm lập vừa căng cứng vừa co quắp, đây chính là cái gọi là có cách ra ngoài sao. Ông ta còn cho rằng Nưu Hiếu Đạo có thể có biện pháp thoát thân nào đó tốt, sau khi tận mắt nhìn thấy mới biết, tên Nưu Hữu Đạo đó vậy mà lại đơn thương độc mã một mình gắng gượng chém giết ra ngoài, quả thực là điên đến không muốn sống nữa rồi. Tất cả những người tận mắt nhìn thấy hành động vĩ đại cưỡng ép đột phá phòng vây của Nưu Hữu Đạo, cũng một hồi lâu chưa hoàn hồn lại, đều muốn biết một trận điên cuồng nổ loạn kia của Trừ Phong Bình có giải quyết được Nưu Hữu Đạo hay không. Một người của Phiêu Miếu các quang dây xích sắt dùng đã bị chặt đứt dùng để liên lạc với bên ngoài lên quay đầu liếc nhìn Trừ Phong Bình, ngược lại cũng không nói gì. Trừ Phong Bình gọi hai tên đệ tử đến, thấp giọng dặn dò nói, các ngươi ra ngoài trước, ở trong sương mù lục soát kỹ càng, nếu như phát hiện hắn trọng thương chưa chết ở trong sương mù, lập tức giết chết. Ông ta cảm thấy rằng hình như mình đã đánh chúng Ngưu Hữu Đạo, nhưng dưới sự bao phủ của sương mù không nhìn thấy được, không thể khẳng định. Nếu như đánh chúng rồi, dưới uy lực công kích của Thiên Kiếm phù cho dù không chết cũng bị thương nặng, nhưng tình hình sương mù bao phủ xuống không rõ ràng, liền phái hai đệ tử đi trước tiêu diệt khả năng có thể xuất hiện. Nưu Hữu Đạo cửa hôn đã khiến cho ông ta thẹn quá hóa giận, bây giờ trận thế lớn như thế không thể nắm bắt, còn phế bỏ một tấm thiên kiếm phù trị giá chục triệu, nếu lại để cho Nưu Hữu Đạo chạy mất, ông ta quay trở về thực sự không tiện ăn nói. Hai tên đệ tử nhận lệnh, nhanh chóng trốn vào trong sương mù lục xoát. Những người khác có thể nhìn ra được ý đồ của ông ta. Trừ Phong bình quay người ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi trên người một tên đệ tử vẫy vẫy tay, tỏ ý hắn ta đi qua. Vẻ mặt đệ tử đó lo lắng bất an đến gần hành lễ. Trừ phong bình mặt không biểu tình hỏi, vòng ngoài hôm nay là do người phụ trách sao? chương 1217, vừa ăn cướp vừa la làng. Đệ tử đó hiểu ý của ông ta, nếu như có thể phát hiện sớm chút, như hiếu đạo căn bản không có cơ hội đến gần nơi này, không đợi đến gần đã có thể bắt lại rồi, làm sao có thể ẩm ý đến như vậy? Hắn ta nhanh chóng giải thích nói, mạng lưới bố trí người, có người từ bên ngoài vào không thể không phát hiện hắn hình như là ở cách đây không xa đột nhiên xuất hiện đệ tử thật sự khó lòng phòng bị trừ phong bình đột nhiên xuất hiện không có quá trình có thể đột nhiên xuất hiện đây chính là lý do của ngươi ta đệ tử kia không phản bác được trừ phong bình tràn đầy lửa giận cuối cùng nhịn không nổi đột một ra tay ba một cái bàn tay đánh ra giận dữ quát mắng phế vật cút đệ tử bị cái bàn tay cúi đầu lặng lẽ lui ra những người khác của yến vệ để đi tới, Diêu Tiên định hỏi tình hình như thế nào. Làm sao để Nghiêu Hữu Đạo một đường chạy đến nơi này? Ta cũng buồn bực, theo lý mà nói là chuyện không thể nào. Trừ Phong Bình kể lại tình hình sơ lược, làm sao có thể như vậy? Diêu Tiên định tấm tắc một tiếng, lại cau mày hoài nghi nói, bốn tên đệ tử của ngươi liên thủ ngăn chặn, lại bị một mình hắn đối mặt đánh giết, thực lực tên Nghiêu Hữu Đạo này e là không đơn giản như chúng ta nghĩ. Trưởng lão Thiên Hỏa giáo tiền phục thành, ngươi cho rằng sao? thực lực của hắn vốn cũng không bình thường. Ông ta vừa nói như thế, mọi người ngược lại nhớ ngà, nhiều hữu đạo từng giao thủ qua với đệ tử thiên hỏa giáo, đệ tử đó hình như còn là tân tú kiệt xuất của thiên hỏa giáo. Kết quả dưới ánh mắt theo dõi của mọi người bị Ngưu Hữu Đạo đánh bị thương, thiếu chút nữa là chết trong tay của Ngưu Hữu Đạo, chuyện đó khi ấy gây ra động tĩnh không hề nhỏ. Nghiêm Lập ở bên cạnh quan tâm đến sống chết của Ngưu Hữu Đạo, hỏi, một trận nổ loạn thiên kiếm phủ của người, có đánh chúng hay chưa? trừ phong bình nhíu mày sương mù này rất quái dị khó mà xua tan ta cũng không nhìn thấy nghiêm lập hì hì một tiếng trừ huynh huynh nói dẫn phải không cho dù là không nhìn thấy người đích thân ra tay có đánh chúng hay không ít nhiều cũng có chút cảm giác chứ trừ phong bình thở dài nói thực sự là không có cách nào xác định dường như đánh chúng rồi cũng dường như không đánh chúng mọi người vô cũng lặng im trưởng lão đại nhạc sơn tào binh gì mà dường như đánh chúng lại dường như không đánh chúng trừ phong bình khoát tay ta hiểu ý của các ngươi nhưng cảm giác đó quả thực không thể nói rõ thiên kiếm phù dường như đã đánh trúng mục tiêu nhưng mà lực lượng sau khi đánh trúng mục tiêu phản ngược lại lại không vững vành dường như đánh trúng rồi lại giống như đánh hụt mọi người đại khái hiểu được nghiêm lập thử hỏi đánh được sát biên rồi không hoàn toàn đánh được cái chính sao trừ phong bình dường như không dám khẳng định hình như là như vậy ánh mắt nhìn về phía xa xôi nơi sương mù không biết có phải là do triệu sư quấy nhiễu dị thường ở lối ra vào hai giới mà sinh ra ảo giác hay không mọi người nghe vậy cũng nhìn về phía sương mù cổ quái kia trái lại cũng không phải không có khả năng đó nghiêm lập trầm ngâm một hồi chợt vuốt tròm râu nói một câu xem ra có thể chúng ta đã hiểu lầm nhan bảo như rồi mọi người đồng loạt nhìn sơn hải hỏi có ý gì nghiêm lập chỉ chỉ bốn phía vùng này bị chúng ta trải lưới coi xét theo như cách nói của chữ huynh Nhiêu Hữu Đạo không có nhiều khả năng sau khi đến gần mới bị phát hiện, rất có thể ngay từ đầu Nhiêu Hữu Đạo đã ở gần đây. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều nghe không hiểu, trừ Phong Bình, nói tiếng người, nói rõ ràng, như thế nào là ngay từ đầu đã ở gần đây. Nghiêm lập, như thế còn chưa đủ rõ ràng sao? Nhiêu Hữu Đạo đã cấu kết với ba phái trung lập, Nhiêu Hữu Đạo sớm đã núp ở gần đây, ví dụ như trốn dưới đất, ba phái vừa đi, hắn cũng liền lập tức xuất hiện thoát thân. Huyền binh tông lưu hưng cao đạo lý này của ngươi nói không thông a à. Bọn họ nếu thực có cấu kết với nhau, trực tiếp trốn ở đây là được rồi. Muốn đi có thể rời đi cùng với ba đại phái, cần gì phải tách ra chút khoảng cách để mạo hiểm chứ? nghiêm lập cùng rời đi như thế nào? Ba phái sớm đã đến rồi, sau đó lại là người của tấn, hàn, tống ở bên trên, tiếp theo lại là chúng ta. Hắn có thể lộ mặt ở bên phía ba phái hay sao? Trốn gần không được, gần nơi cửa đều là người của phiêu miếu các. Thái độ của phiêu miếu các đối với nhiêu hữu đạo là như thế nào không ai có thể nói rõ. Vấn đề mấu chốt là coi như ba phái có cấu kết với hắn, trước khi ba phái vẫn chưa đi ra ngoài, người của ba phái sẽ không vì hắn mà đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Người của ba phái có thể để hắn ở lại bên cạnh mình hay sao? Một khi bị phát hiện chính là rước họa lên người, có được cái cớ đầy đủ, lại để người biết được bên phía ba phái có được số lượng lớn linh trùng, nếu như đủ mê hoặc, thật sự cho rằng người khác không dám động vào bọn họ hay sao? cho nên nghiêu Hữu Đạo chỉ có thể trốn ở vùng lân cận. Nghiêu Hữu Đạo cũng không thể xuất hiện đi cùng với bọn họ, một khi để người khác phát hiện, mọi người tất nhiên sẽ ngăn cản. Cho nên chỉ có thể là ba phái đi trước, nghiêu Hữu Đạo đi sau. Lời này có lý, mọi người suy nghĩ, Sơn Hải từ tốn nói, trước đây ta còn khó hiểu, nhan bảo như uống nhầm thuốc gì, lại dám nhảy ra đắc tội với ba phái đó, xem ra quả thật là sự việc xảy ra có nguyên nhân. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, không có nắm chắc nhan bảo như quả thực không có khả năng nói lung tung. Nghiêm lập nói thêm vào, còn có. Lúc nghiêu hiểu đạo thoát thân, mọi người đều nhìn thấy rồi, trên người không thể mang theo lượng lớn linh trùng. Nghiêu hiểu đạo không đoạt được giải nhất, nếu không lấy đủ linh trùng ra ngoài, chạy ra ngoài rồi cũng là tìm đường chết. Dưới tình huống không thể cam đoan đoạt được giải nhất, nghiêu hiểu đạo cần gì phải một mình mạo hiểm thoát thân như vậy chứ? Dựa theo tình hình tìm hiểu trước đó, có lẽ là hắn ở cùng một chỗ ới đám yêu ma quỷ quái kia, nếu linh trùng ở trên đám người tứ hải kia, hắn bỏ lại đám người tứ hải một mình chạy trốn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trừ phong bình nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ có một khả năng, lời nhan bảo như nói là sự thật, ba phái chung lập đó quả thực âm thầm giúp nghiêu hữu đạo mang lượng lớn linh trùng ra ngoài, chúng ta đều bị ba phái lừa gạt rồi. Sắc mặt mọi người nặng nề, nếu thật sự là như vậy, bọn họ muốn đoạt được giải nhất há chẳng phải là có phần nguy hiểm hay sao. Siêu tiên định trần trừ nói, các người nói tuy có lý, nhưng ta nghĩ không thông, ba phái tại sao lại muốn giúp hắn. Nghiêm lập lập tức hỏi ngược lại, vậy ta xin thỉnh giáo một chút, ai có thể nói cho ta biết, đám yêu ma quỷ quái tứ hải kia vì sao muốn giúp hắn. Mọi người không phản bác được, thật sự khó hiểu, đều không biết là chuyện như thế nào, cũng từ một góc độ khác chứng minh khả năng ba phái giúp nghiêu hữu đạo, khẳng định có nguyên nhân gì đó mà mọi người không biết. Nghiêm lập lãng lẽ quan sát phản ứng của mọi người, trong lòng âm thầm thở dài, ông ta cũng không biết nghiêu hữu đạo đối mặt với sự công kích điên cuồng của chử phong bình còn sống hay đã chết dưới tình huống không thể xác định chỉ cần có khả năng nghiêu hữu đạo còn sống mà rời khỏi ông ta liền có thể tiếp tục giữ nguyên kế hoạch hành động sau khi đợi mọi người ai về chỗ này nghiêm lập kéo sơn hải tìm Trử phong bình nghiêm lập gặp mặt liền hỏi Trử huynh lời nói ở trước mặt người ngoài là nói cho người ngoài nghe nghiêu hữu đạo đột nhiên xuất hiện bên phía chỗ các người thoát thân thật sự không phát hiện hay là cố ý buông thả Lời này vừa nói ra, Sơn Hải lập tức cảnh giác, dường như ý thức được gì đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trừ Phong Bình. Trừ Phong Bình nổi giận, người có ý gì? Nghiêm lập vừa ăn cướp vừa la làng, người nói ta có ý gì? Người không phải là ở sau lưng chúng ta đạt được giao ước gì đó với nhiều hữu đạo rồi cùng nhau diễn một màn kịch đó chứ? chương 1218, chỉ có thể nhìn từ xác một. Trừ Phong Bình nổi giận đùng đùng nói, nói láo, ta có cần phải dùng thiên kiếm phủ trị giá chục triệu để diễn kịch không? Ngày kế tiếp, đệ tử Tử Kim động phụ trách chi viện đám người tứ hải kia nhanh chóng đến, đến gần Nghiêm Lập bí mật báo, "Sư phụ, người đến rồi." Nghiêm Lập lập tức nhỏ giọng cảnh cáo, "Chú ý bốn phía, không được để mấy nhóm người kia phát hiện." Đệ tử dạ một tiếng, đã sắp xếp người canh gác. Hắn ta cũng không biết sư phụ ngấm ngầm làm những trò quỷ này là cho ý gì, nhưng làm chuyện lớn như vậy không phải là việc mà sư phụ có thể gánh được, nhất định là tông môn đang bí mật chuẩn bị kế hoạch gì đó do đó cũng lên trăm phần trăm tinh thần để ứng phó còn có một khi bắt đầu hành động đối với những người rớt lại phía sau có thể hạ sát thủ không cần phải nể nang nghiêm lập lạnh lùng lên tiếng a à, đệ tử sợ hãi không ít không phải đã nói xong với bên kia là diễn kịch không cần làm thật hay sao nghiêm lập cười lạnh nói với bên đó là nói với bên đó cụ thể nên làm như thế nào cần chúng ta nắm bắt tốt có chừng mực làm sao có thể không chết người không chết người chúng ta làm sao ăn nói với mấy nhà bọn họ có những việc ông ta và nghiêu hữu đạo che giấu bên phía tứ hải đệ tử đó lặng lẽ gật đầu hiểu rồi rất nhanh dưới sự dẫn dắt của đệ tử tử kim động mấy trăm người tứ hải kể cả vạn động thiên phủ và đám người vu chiếu hành từ hướng tử kim động phòng thủ một đường bí mật đi đến hai bên phối hợp ăn ý khi đến gần lối ra người tứ hải bắt đầu đánh vào bắt đầu diễn kịch tiếng đánh nhau nổi lên mấy người phù hoa đoạn vô thường lãng kinh không hồng cái thiên tư đồ diệu Phu Chiếu Hành và mẹ con Vân Cơ làm lực lượng chính công kích ở phía trước để mở đường. Yến, Vệ, Tề Ba Nhà chỉ có bộ phận nhân mã phong tỏa lối ra, không ngờ đến lại đột nhiên xuất hiện người giết đến nơi này, đứng trước lượng lớn cao thủ đột nhiên xuất hiện tấn công, căn bản đỡ không nổi, lối ra phong tỏa lập tức bị phá vỡ. Một đám yêu ma quỷ quái tính cả người của vạn động thiên phủ liều mình phóng vào lỗ hồng. Nhóm cao thủ phù hoa tựa lưng vào lối ra, vì đám người bên dưới ra sức ngăn cản phía sau, cao thủ ba nước ngăn chặn nghe tin đuổi tới. Người của Tứ Hải rất nhanh phát hiện không đúng, phát hiện bên phía tử kim động kịch giả thành thật, đang nhắm vào người của bọn họ mà hạ độc thủ. Nghiêm lập, tên tiểu nhân bị ổi lật lõng ngươi, lãng kinh không tức giận gầm lên một tiếng, dường như cố ý gào lên cho những người khác biết, muốn để cho người khác biết nghiêm lập và bọn họ có cấu kết. Nghiêm lập âm thầm hừ lạnh một tiếng, khóe miệng là nụ cười lạnh nhạt hờ hững. Theo phần lớn người đã từ lối ra sông ra ngoài, mà người của ba nước nghe tin đuổi đến cũng càng ngày càng nhiều, đám người phù hoa cũng gánh không nổi nữa. Rút lui, phù hoa đau xót gào lên một tiếng, đám cao thủ canh giữ ở lối ra từ bỏ việc mạnh mẽ chống đỡ, lách người trốn vào trong sương mù, về phần chừng trăm người còn sót lại ở phía sau còn có thể xông ra được bao nhiêu thì không thể chú ý nổi nữa rồi. Ít nhiều vẫn còn 20, 30 người liều chết giết ra ngoài, về phần những người khác bị chặt đứt lối ra lại không còn đường lui mà nói, kết cục có thể hiểu được. Khi tiếng đánh nhau ngừng lại, nghiêm lập một chân đạp lên trên một tên bị thương vẫn còn thở dốc, kiếm trong tay vẫn còn dính một vệt máu bắn tung tóe, không lưu lại người sống. Một đầu người lăn đi sau khi chém xuống hóa thành đầu sói, thân thể mất đầu cũng hiện hình thành thân sói. Xảy ra chuyện gì, trưởng lão chủ sự ba nước đuổi tới, đối mặt với nghiêm lập hương sư vấn tội. Một, một sinh siêu ân duy, hương sư vấn tội, nghĩa là phát động dẫn quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương. Nó còn chỉ việc, khi một người tức giận tập hợp một đám người đi tới trước cửa chất vấn và xử lý đối thủ. Nghiêm lập xem thường, cái gì mà xảy ra chuyện gì? Siêu tiên định nghiêm nghị nói, tứ hải nhiều người như vậy từ phía của người mà đến, người tuyệt đối đừng nói mắt của tử kim động sắp mù đến nỗi không nhìn thấy được, sắp đến lối ra mới phát hiện. Người muốn nói vì sao ta không ngăn cản, nghiêm lập ha ha một tiếng, tự hỏi tự trả lời, người ta hơn mấy trăm người, ta cần gì phải để đệ tử tử kim động đi liều mạng chứ? siêu tiên định cho nên ngươi liền cho đi ngươi chuẩn bị giải thích như vậy sao nghiêm lập ta muốn làm như thế nào đó là chuyện của ta cần ngươi chỉ dạy hay sao tào binh chúng ta chẳng muốn dạy ngươi cái gì cả nhưng nếu như làm cho chúng ta không vui chúng ta cũng sẽ không ngồi nhìn không quản trừ phong bình cũng lạnh giọng nói chuyện lãng kinh không nói ngươi lật lọng là sao nghiêm lập cười tâu tết nói ta lật lọng đấy thì sao không sợ ngoại xâm chỉ sợ nội tặc mọi người vừa sợ vừa giận Sơn Hải cả giận nói, nghiêm lập, người muốn làm cái gì? Nghiêm lập không quản bọn họ, nghiêng đầu quay người rời đi, đồng thời bỏ lại một câu nói, đi theo ta. Mọi người nhìn nhau, không biết là có ý gì, đi theo ông ta. Trong rừng đi không được bao xa, một đám đệ tử tử kim động đang tụ tập trung một chỗ, đang tháo từng cái bọc ra, chỉ thấy chỉ thấy từng bao lộ ra linh trùng lấp lánh, đệ tử tử kim động đang kiểm kê số lượng linh trùng. Linh trùng tử kim động âm thầm giấu giết trước đó, bây giờ lại đem toàn bộ ra ngoài đóng gói sắp xếp nhưng mà người ngoài lại không biết đây là chuyện gì chỉ biết số linh trùng trước mắt rõ ràng nhiều hơn so với số nên có trong tay của tử kim động một màn này khiến cho mấy nhà đi theo đến nghi ngờ không thôi đây là linh trùng của những người tứ hải kia sơn hải hỏi nghiêm lập nói khoác không biết ngượng bây giờ là linh trùng của tử kim động ta sự việc chập trùng lên xuống khiến mọi người như hiểu như không trừ phong bình cao mày nói nghiêm lão quỷ người rốt cuộc đang làm gì vậy còn có thể làm cái gì? Người của Tứ Hải muốn mượn đường, hy vọng bên này có thể dơ cao đánh khẽ. Mượn đường thì có thể, phải trả giá đắt. Người của Tứ Hải đáp ứng giao số linh trùng trong tay làm phí mua đường, nhưng nghiêm lập sau khi lấy được linh trùng thì cảm thấy con số không đúng, muốn biết trên người bọn họ có phải là vẫn còn hay không, cũng có thể nói là nói một đằng làm một nẻo. Đây cũng chính là dặn dò của nghiêm lập, tiền phục thành trầm giọng nói, nếu như thế, người đại khái có thể thông báo trước cho chúng ta một tiếng, chúng ta đại khái có thể liên thủ tiêu diệt bọn họ. Liên thủ, tử kim động ta tự mình có thể giải quyết thì không cần làm phiền mọi người. Nghiêm lập cười ha hả, phất phất tay với đám đệ tử, trước tiên không cần kiểm kê nữa, trước đem linh trùng cất kỹ, tiếp theo mặt liền biến sắc, các vị, việc khen thưởng chia đều dường như có chút không công bằng, theo ta thấy, hay là dựa theo cống hiến bao nhiêu để phân chia thì hợp lý hơn chút. Đột nhiên lật lọng, mọi người sững sờ, sắc mặt người chủ sự hai nước tề, vệ trầm xuống, cuối cùng hiểu được vì sao vị này lại lén lút cấu kết với đám yêu ma quỷ quái kia. Lão già chết tiệt này không muốn chia sẻ với mọi người, muốn một mình độc chiếm lượng lớn linh trùng, hơn nữa người ta đã được như ý, đã đến được tay của người ta, dành sao. Biến cố này khiến Trử Phong Bình và Sơn Hải ngơ ngác nhìn nhau, t vệ gộp lại chỉ có bốn phần, bây giờ xem tình hình, một mình nước Yến có lẽ có ba phần rồi, nếu ba nước lại chia đều, nước Yến dường như có phần chịu thiệt. Người chủ sự mấy nước đang nghị sự, có một số người thấy Ngưu Hiếu Đạo đi ra ngoài lại bị dọa đến run chân, Đồng Kim Hoàn của Lưu Tiên Tông, An Diệu Nhi của Phù Vân Tông, Lâm Phi Yến của Linh Tú Sơn, ba người phụ nữ này có thể nói là bị dọa đến hoảng hồn. Đồng Kim Hoàn vẫn luôn muốn tìm Triệu Đăng Huyền, nhưng mà Triệu Đăng Huyền vẫn luôn có việc, nàng ta cuối cùng thật sự không kềm được, nhịn không nổi đi tìm. chương 1219, chỉ có thể nhìn từ xa hai. Triệu Đăng Huyền phụ trách một vùng đất trực thuộc thấy Đồng Kim Hoàn đi đến, người tự ý chạy đến làm gì. Đồng Kim Hoàn không nói hai lời, ôm ấp yêu thương, mặt đối mặt ôm hắn ta một cái thật chặt, triệu lang, mãi vẫn không thấy ngươi sang. Triệu đang huyền bị nàng ta cọ sát có chút xúc động, nhưng vẫn không đến mức mất đi lý trí, nhìn xung quanh một chút, vỗ vỗ sau lưng nàng, bây giờ không thích hợp, ta đang làm nhiệm vụ, để người khác nhìn thấy thì không tốt. Đồng Kim Hoàn chỉ là hy vọng hắn ta quan tâm mình, thấp thỏm nói, triệu lang, như hiểu đạo ra ngoài rồi, ta sợ. Triệu Đăng huyền biết nàng ta lo lắng cái gì, có gì không tốt chứ, trừ phong bình dùng thiên kiếm phù một trận đánh điên cuồng, như hữu đạo sống chết còn chưa rõ, hơn nữa giải nhất là vị trí dễ đoạt được như vậy sao? Đồng Kim Hoàn, lỡ như hắn vẫn còn sống, thật sự lấy được vị trí thứ nhất thì sao? Triệu Đăng hoài cười khổ lắc đầu, không cần lo lắng, như hữu đạo không dám không cho tiêu giao cung mặt mũi. Hai tay Đồng Kim Hoàn vòng cổ của hắn ta, ánh mắt đầy mong đợi nói, nếu như hắn còn sống ngươi thật sự sẽ vì ta mà ra mặt tìm hắn hay sao? Triệu Lang, thân thể trong sạch của ta đã trao cho ngươi, ta đã là nữ nhân của ngươi rồi, ngươi ngàn vạn lần không thể bỏ mặc ta mà không quan tâm nha. Triệu Đăng Huyền thở dài nói, sự việc ta đã nói rất rõ với ngươi, thân là đệ tử Tiêu Giao Cung, cưới nữ tử ở bên ngoài vào môn có điều khó khăn, có điều kiện phân biệt hà khắc, cưới ngươi vào trong môn ta không dám bảo đảm, nhưng bảo vệ ngươi bình an vẫn không là vấn đề. Kim Hoài, người yên tâm, chỉ cần ra ngoài rồi chỉ cần nghiêu hữu đạo có thể sống sót qua ải ta lập tức đi tìm nghiêu hữu đạo không những tìm nghiêu hữu đạo ta còn đích thân đi lưu tiên tông một chuyến chào hỏi trương môn của các ngươi nếu như ngươi không yên tâm dừng một chút nghiêm mặt nói ta triệu đăng huyền xin thề với trời nếu như làm trái lời ắt bị trời phạt thấy hắn ta phát lời thề độc Đồng kim hoàn tuy rằng vẫn còn chút căng thẳng sợ hãi nhưng cũng yên tâm được đôi chút thâm tình nhìn hắn ta triệu lang ta muốn sinh cho ngươi một đứa con vì để bảo vệ tính mạng nàng ta cảm thấy có được cốt nhục của triệu đăng huyền mới là vững chắc nhất, có chút hối hận khi không sớm chuẩn bị ở phương diện này. Mấu chốt là trước đây không ngờ đến như hữu đạo vẫn có thể trốn ra khỏi bí cảnh. triệu đăng huyền lại bị lời này dọa cho giật mình. tiêu giao cung tuy rằng không yêu cầu đệ tử trong môn cấm dục, nhưng tùy tiện có cốt nhục với người bên ngoài vậy không phải là gỡ bỏ hay sao? điều đó có khác gì với việc tùy tiện cưới một người vào tiêu giao cung chứ? tính chất sự việc thậm chí còn nghiêm trọng hơn, cưới rồi có thể đoạn tuyệt bất cứ lúc nào cốt nhục làm sao có thể cắt đứt thật sự xảy ra chuyện này vậy thì có chút hơi quá rồi hắn ta cũng không có cách nào báo cáo kết quả lập tức trầm giọng nói kim hoài người đừng làm loạn vi phạm môn quy người ta đều không chịu nổi vô ý thức liếc nhìn bụng nàng ta thậm chí đã thi pháp kiểm tra thấy hắn ta căng thẳng như thế đồng kim hoàn ít nhiều cũng có chút thất vọng gạt bỏ nguyên nhân như hữu đạo vị này dù sao cũng là người đàn ông đầu tiên của nàng ta nếu đã phó thác bản thân cho hắn ta hơn nữa thân phận địa vị của đối phương lại có lợi với mình nàng ta vẫn rất luôn khóa hắn ta lại miễn cưỡng cười nói ừm đều nghe theo ngươi đợi ngươi xử lý xong bên phía tiêu giao cung rồi nói sau nói rồi kiếng mũi chân chủ động dâng lên đôi môi một nụ hôn nồng thắm thừa nhận chỉ là nói thôi cũng không thật sự gieo hạt thành công triệu đăng huyền thở phào nhẹ nhõm cũng thiếu chút nữa bị nàng ta trêu chọc đến cởi áo nới dây lưng nhưng lúc này dù sao cũng khác biệt hắn ta đang làm nhiệm vụ lúc làm nhiệm vụ mà làm loạn bị truy cứu đến có thể nặng có thể nhẹ, rất có khả năng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tùy tiện qua loa một chút, nhanh chóng đẩy nàng ta ra, có chút thẳng nhìn xung quanh một chút, sợ bị đồng môn phát hiện tố cáo Kim Hoàn, bây giờ không thích hợp, ngươi trở về trước, ta quay về sẽ lại đi tìm ngươi. Đồng Kim Hoàn dịu dàng ừm một tiếng, cẩn thận mỗi bước đi, Lưu Luyến không nỡ mà rời đi. Như hữu đạo vậy mà lại có thể sống sót quay ra ngoài. Long Hưu, mạnh viên Cung Lâm Sách đều tận mắt nhìn thấy Nưu Hữu Đạo bị đánh ra ngoài, tuy nhiên dáng vẻ rất thảm, nhưng dù sao cũng là sống sót ra ngoài, đều rất kinh ngạc. Tâm tình cũng rất phức tạp, tâm tình của Cung Lâm Sách thì khá là khác, vừa hưng phấn vừa lo lắng, còn không biết cái gọi là giải nhất mà toa Như Lai nói, bằng không nhìn thấy Nưu Hữu Đạo rất lưu manh ra ngoài ra ngoài rồi, đương nhiên hưng phấn không nổi. Về phần lo lắng, là Nưu Hữu Đạo đã ra ngoài rồi, đám nghiêm lập phụ trách bảo vệ Nưu Hữu Đạo tại sao không cùng ra ngoài? nhiều hữu đạo thương thành như vậy bị đánh ra ngoài chẳng lẽ là đám nghiêm lập xảy ra chuyện rồi. Trước khi việc ở bí cảnh vẫn chưa chính thức tuyên bố kết thúc, chỉ có thể nhìn từ xa không thể tiến vào thiên cốc, cũng không thể quấy rối, chỉ có để đứng ở bên ngoài lối ra từ xa nhìn tình hình bên trong, bất kỳ người nào cũng không được ồn ào hoặc làm loạn. Trước khi chính thức tuyên bố kết thúc, trước khi đối với kết quả thẩm định không có sai sót, người ở bên trong cũng không được ra ngoài. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy trước tiên là người của vạn thú môn, linh tông, thiên hành tông đi ra ngoài, sau đó nhìn thấy Nghiêu Hữu Đạo rõ ràng là bị người khác đánh ra ngoài, dáng vẻ bị thương quá mức. Nghiêu Hữu Đạo lại có thể chưa chết, trường môn Đại Thiện Sơn Hoàng Liệt vô cùng thất vọng, biết được ý đồ của Đại Thiện Sơn thất bại rồi. Trường môn của ba phái Lưu Tiên Tông, Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa thì lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần vị này trở về, cục diện Nam Châu coi như là ổn định rồi. Đối với ba phái mà nói, đổi cờ chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi, trong đó tồn tại biến số quá lớn, tân chủ tương lai đối với bọn họ như thế nào không ai có thể nói rõ, thật sự không bằng tiếp tục theo Ngưu Hữu Đạo ổn định. Người của nước Triệu, nước Tống, nước Hàn, nước Tấn nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo thế mà lại ra ngoài rồi, cũng rất bất ngờ, cơ hội tốt như thế, nhiều người muốn giết chết tên này, thế mà lại giết không thành, cư nhiên lại để hắn sống sót ra ngoài. Ngọc Thương vẫn luôn nhìn chằm chằm quan sát Ngưu Hữu Đạo ngồi ở dưới vách núi đá trị thương. Sau gần nửa ngày, Ngưu Hữu Đạo đứng dậy biến mất khỏi tầm nhìn quan sát của mọi người, đi về phía chỗ chúng trong thiên cốc, không biết đi đâu mất. Từ đầu đến cuối không thất nhiều hiểu đạo có bất kỳ dấu hiệu nào mang theo lượng lớn linh chủng ra ngoài, Ngọc Thương rất căng thẳng, những người khác ở đây không rõ, ông ta nhưng là biết được yêu cầu chí mạng đó của toa như lai. Ngày kế tiếp, đám người chờ đợi ở bên ngoài cốc gấy rối một trận, người của Tứ Hải lần lượt xông ra ngoài. Nhìn thấy người của mình ra ngoài rồi, Đông Hải Đại Thánh, Tây Hải Yêu Vương, Nam Hải Pháp Vương, Bắc Hải Minh Chủ cũng thở phào nhẹ nhõm. Đông Hải Đại Thánh Trần giọng nói, hình như chỉ còn lại 5-600 người, xem ra tổn thất không ít. Trưởng môn khí vận tông thái thúc phi hoa ở bên trên cười ha hà một tiếng, không thấy bao kiện gì, không phải là tay không mà ra ngoài chứ. Giọng nói mang vẻ chế nhạo, Tây Hải yêu vương thở dài nói, người bảy nước các người thế đông, dành không nổi với các ngươi, chúng ta cũng không ôm hy vọng gì, có thì thôi, không có cũng sẽ không thất vọng. Ô, bọn họ làm cái gì? Bắc Hải Minh chủ chợt kêu lên khó hiểu, chỉ thấy người của tứ hải sau khi ra ngoài quan sát một hồi, cuối cùng cũng như vậy ong vỡ tổ biến mất ở vùng trũng trong thiên cốc. Trường 1220, 16.666.666 là cùng. Được rồi, cũng coi như ra ngoài một phần rồi, chúng ta cũng không cần phải ở đây chờ đợi nữa. Nam Hải Pháp Phương kêu một tiếng, chủ tứ hải ở nơi này trong vài ngày nhìn thấy người của mình, coi như trong lòng đã biết trước rồi, không cần thiết chờ đợi đến kỳ hạn ba ngày, rời đi trước đám đông. Tây Hải yêu vương vừa đi vừa chiêu gẹo mọi người, các vị từ từ đợi, chúng ta đi uống rượu đây, ngày mai khi kết thúc đến xem hạng của các vị thắng bại như thế nào, được trọng thưởng rồi không thể keo kiệt nha. Phải mời khách, đãi rượu ngon, người của vạn thú môn, linh tông và thiên hành tông rời đi sớm hơn, nhìn thấy người của mình ra ngoài bình yên vô sự thì rút lui rồi, thứ bậc này bọn họ không quan tâm. Như Hữu đạo ngồi khoanh chân ngay ngắn ở cửa sơn động trên vách đá dựng đứng, vị trí đó chính là địa bàn người tứ hải dừng chân nghỉ ngơi bên trong thiên cốc nhìn thấy người tứ hải vọt ra, Nghiêu Hữu Đạo cười, hắn vẫn luôn ở chỗ này chờ bọn họ. Sau khi ra ngoài, tu sĩ tứ hải quan sát xung quanh cũng nhìn thấy hắn, nhanh chóng đi tới bên này, đám người phù hoa phi thân đứng trước cửa động. Nghiêu Hữu Đạo đã tẩy rửa, xử lý sạch sẽ, quần áo cũng nhờ người phiêu miếu các để cả người sạch sẽ, sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhìn tổng thể thì không nhìn ra rằng đã từng bị thương. Hắn không cần và cũng không muốn bày ra bộ dáng đáng thương cho người khác nhìn, người khác đồng tình với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì cả cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề nghiêm lập có ý gì tại sao lại lật lọng lạnh lùng hạ sát thủ đối với chúng ta có phải các ngươi chưa bàn bạc với nhau phải không gặp nhau phù hoa ngay lập tức hỏi đây là chuyện trong dữ liệu như hữu đạo bình tĩnh nói không có cái gì mà bàn bạc hay không bàn bạc vốn đó là ý của ta nghiêm lập chỉ là làm theo ý của ta mà thôi vẻ mặt chủ nhân tứ hải sa sầm Phù hoa cắn răng nói, có phải ngươi cho rằng ngươi xuất hiện thì chúng ta không làm gì được ngươi đúng không? Nghiêu hữu đạo, đại tỷ, nói những thứ này chẳng có ý nghĩa gì, ta không tin ngươi đoán không ra nguyên nhân nghiêm lập làm như vậy. Trong kế hoạch của ta, nghiêm lập nhất định phải xóa bỏ được mọi sự nghi ngờ, điều này hẳn là các ngươi đều biết. Lãng kinh không trầm giọng nói, lấy đi tính mạng của nhiều người bên chúng ta như vậy để xóa bỏ hiểm nghi. Lui người ngàn bước mà nói, trước đó có phải là ngươi muốn nói chuyện với bọn ta trước? để bọn ta còn có cái mà chuẩn bị trước đúng không như hữu đạo ta không giải thích thì các ngươi cũng biết nguyên nhân phù hoa nổi giận thái độ này của ngươi là gì vậy ngươi đừng quên bây giờ linh chủng đang nằm trong tay bọn ta có cho ngươi hay không là tính toán của bọn ta như hữu đạo các ngươi đây là chuẩn bị tự mình làm người sung phong sao ta cảm thấy người sung phong này vẫn là để ta đảm nhận thì tốt hơn đoạn vô thường nơi này không phải chỉ có một mình ngươi linh trùng này bọn ta còn có thể cho người khác nghiêu hữu đạo không nói những nguyên nhân khác tóm lại ta cầm đầu phần thưởng đều cho các ngươi hết cho người khác các ngươi có thể lấy được một nửa cũng không tệ rồi động một tí tổn thất hơn trăm triệu kim tệ có thể vì người tứ hải chọn mua được bao nhiêu linh nguyên đan trả một cái giá lớn như vậy rồi còn phải đối mặt với kết quả lại còn cần phải tiếp nhận tổn thất kia sao nói nhảm như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì tất mọi người đều hướng về phía trước đạo lý này cũng không cần ta phải nói nhiều các người chắc hẳn là đã rõ ràng, rất nhiều chuyện ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nói xong, cúi xuống nhìn tu sĩ tứ hải dưới vách đá dựng đứng, người tứ hải chưa bị tiêu diệt toàn bộ, còn có thể giữ được nhiều nhân lực như vậy, ta cũng đã rất nỗ lực. Không có người hy sinh mà toàn bộ đều an toàn, ta thật sự không làm được. Đại ca, đại tỷ, phiêu miếu các còn đang xem xét số lượng linh trùng, cho ta đi. Ẩm ý thì ẩm ý, bất mãn thì bất mãn, cuối cùng vẫn phải đối mặt với hiện thực như là nghiêu hữu đạo nói đưa linh trùng cho hắn mới là sự lựa chọn phù hợp nhất tu sĩ tứ hải cất linh trùng trong người toàn bộ đều lấy ta tập kết trong sơn động thành một đống lớn ba người vu chiếu hành hỗ trợ nhặt bỏ vào mấy cái bao lớn nghiêu hữu đạo chống kiếm dưới cái nhìn chằm chằm của tu sĩ tứ hải không nhanh không chậm đi ra khỏi sơn động ba người vu chiếu hành chia nhau có mấy bao to đi theo phía sau hắn đến dưới vách núi vu chiếu hành hỏi một tiếng sắc mặt ngươi không được tốt cho lắm lúc đi ra bị thương nhẹ, như hữu đạo nói nhẹ như mây gió, cũng không nói đến là mình bị thương rất nặng, còn thiếu chút nữa là mất mạng. Nhìn cũng không thấy có vấn đề gì lớn, phu chiếu hành cũng không hỏi nhiều, trái lại là vân cơ nhắc nhở, châm ngòi giữa bọn họ và người bảy nước để họ chém giết lẫn nhau, từ đó ngươi làm ngư ông đắc lợi, sau đó hai bên vừa chạm mặt, sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ nhìn ra chân tướng. ngươi không sợ bọn họ trở mặt sao? Như hữu đạo, người với người không phải ai cũng có thể tùy tiện trở mặt, chỉ cần chúng ta có thực lực, lo lắng đấy cũng là dư thừa. chuyện qua đi thì cứ để nó qua, bọn họ sẽ hiểu làm bằng hữu so với chờ mặt thích hợp hơn. liếc mắt đối diện với đôi mắt mong đợi của ngụy đa cũng không để ý tới, trực tiếp đi qua. tây môn tình không và ngụy đa cũng chú ý tới những bao lớn đang vác trên lưng ba người vu chiếu hành. nhìn theo ba người phía sau, tây môn tình không thản nhiên nói, quên đi thôi, hắn không cần tâm ý của ngươi. hắn và ngươi không phải là người chung đường có năng lực tự mình giải quyết vấn đề thì sự quan tâm của ngươi là dư thừa như vậy dưới nghịch cảnh người này xác thực có bản lĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm mấy cái bao lớn kia ngụy đa nhìn cái túi nhỏ mình đang cầm trong tay bên trong chứa một ít linh trùng so với mấy cái bao lớn kia thì thật sự rất ít y ở bí cảnh cố gắng tìm kiếm linh trùng chính là hy vọng lúc nghiêu hữu đạo cần đến thì y có thể tận một chút sức mọn ngay cả tây môn tình không cũng chưa kiếm được linh trùng nào cũng không cầu mong gì khác ngoài việc cống hiến cho hữu đạo nhưng hiện tại xem ra là do y suy nghĩ nhiều rồi, người ta căn bản không cần. Ngụy Đa chậm rãi cúi đầu, buồn bã ủ rũ, y rất khó chịu, Thượng Thanh Tông thật sự là chẳng có một chút tác dụng gì đối với vị kia, dường như ngay cả tư cách ấy náy đền bù cũng không có luôn, thật sự cứ như vậy là cắt đứt quan hệ với Thượng Thanh Tông sao? Nếu như người nước vệ có thể thuận lợi đi ra, ta đề nghị ngươi vẫn là tặng những linh chủng này cho người nước vệ, dù sao Thượng Thanh Tông vẫn còn ở bên trong nước vệ, Tây Môn Tình không đưa tay vỗ vỗ vai Ngụy Đa rồi buông tay, sau đó cũng rời đi. Ngụy Đa cúi đầu không nói gì. Người ở lối ra Thiên Cốc, nhìn thấy Nhiêu Hữu Đạo xuất hiện trong Thiên Cốc, ai cũng đều nhìn chằm chằm, không phải nhìn hắn mà là nhìn vào mấy cái bao lớn kia, ai cũng nghi ngờ không thôi, chẳng lẽ đều là linh trùng. Nhiêu Hữu Đạo kiếm được nhiều linh trùng như vậy ư? Long Hưu, Cung Lâm Sách, Mạnh Tuyên, ba người đều nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết tại sao Nhiêu Hữu Đạo vì sao phải kiếm nhiều linh trùng như vậy. Nhưng Ngọc Thương lại biết, lúc này ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, tinh thần phấn chấn khó diễn tả được tràn ngập cõi lòng, ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn chằm chằm mấy cái bao lớn. Bạch Ngọc lâu ngồi trước một cái bàn dài, sau chỗ kiểm kê linh trùng cũng chậm rãi quay đầu, nhìn Nưu Hữu đạo dẫn đầu một nhóm người đi tới, rồi nhìn đến mấy cái bao lớn kia. Thả bao lớn xuống mặt đất, phu chiếu hành chỉ chỉ Nưu Hữu đạo nói, "Hắn đều là của hắn, Mẫu Tử Vân Cơ sau khi đặt bao lớn xuống cũng chỉ Nưu Hữu đạo." chương 1221, thời cơ đến một Bạch Ngọc Lâu có chút mất bình tĩnh, nhịn không được từ sau án đứng dậy, đi tới, sai người tới nhận lấy, mắt nhìn mặt mỉm cười, gật đầu với nhiều hữu đạo, ánh mắt chuyển sang nhìn bao lớn đã mở ra, chỉ thấy bên trong lộ ra một đống linh trùng lấp lánh, chạm vào nhau phát ra tiếng sàn sạt. Nghiêm túc, kiểm kê cẩn thận, sắc mặt Bạch Ngọc Lâu nghiêm nghị phân phó một câu, rõ, người phụ trách kiểm kê nhận lệnh, vất tay gọi người, căn dặn phải cẩn thận kiểm kê, không được sai sót. Người của vạn thú môn, thiên hành tông và linh tông đứng phía trên cửa động ở vách đá, đều lộ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm chỗ kiểm kê, trưởng lão ba phái, tôn trường hạo, mai cửu khai và vương thiên đều từ trong động chạy ra ngoài, cũng chú ý đến. Chỗ kiểm kê, linh chủng giống như nước chuyển tới chuyển lui, có người thi pháp loại bỏ, nhanh chóng tính toán số lượng. Chuyển tới chuyển lui kiểm kê ba lần, sau khi xác định không có sai sót gì, người phụ trách kiểm kê mới chắp tay bẩm báo với Bạch Ngọc Lâu, tổng cộng là 16.666.666 viên linh trùng. Con số này khiến cho người ta không nói được câu gì, trước đó người kiểm kê suýt chút nữa thì cho là mình kiểm sai, đếm đi đếm lại xác định không sai mới dám báo. Đây cũng là để như hữu đạo dễ nhớ được số, trong tay bên tứ hải kia cũng còn phải để lại một ít linh trùng, bằng không thì đi vào bí cảnh không làm cái gì cả sao, như hữu đạo lấy số này còn lại để cho người tứ hải. Số lượng này cũng khiến Bạch Ngọc Lâu nhíu máy, hắn ta có phần muốn nói lại thôi, nhưng tận mắt thấy người mình đếm đi đếm lại, cũng chẳng cần phải nói nhiều xác nhận cái gì, chỉ hỏi Nghiêu Hữu Đạo một câu, người xác định đều là của ngươi sao? Phải, Nghiêu Hữu Đạo gật đầu, Bạch Ngọc Lâu trong lòng không ngừng nói, bên ngoài thì ừ một tiếng, nói với thủ hạ, nhớ tên hắn, ghi tên trong danh sách để tra. Rõ, người phụ trách kiểm kê lĩnh mệnh, Nghiêu Hữu Đạo lui lại phía sau, Phu Chiếu Hành và Mẫu Tử Vân Cơ lại chia nhau tiến lên, đều nộp một túi nhỏ, bọn họ không có nhiều, mỗi người đều có 5.000 viên linh trùng. Sau khi giao nộp, mấy người Nhiêu Hữu Đạo lại quay về vị trí cũ. Tận mắt nhìn thấy Nhiêu Hữu Đạo xác thực đã nộp lên số lượng linh trùng lớn, Ngọc Thương phấn khởi, nhưng cũng biết hiện tại vẫn chưa tới lúc để vui mừng, còn có rất nhiều người vẫn chưa ra, Nhiêu Hữu Đạo nộp trước nhiều cũng chưa chắc đã là đứng nhất. Chính mắt nhìn thấy rất nhiều linh trùng, sắc mặt Long Hưu, Cung Lâm Sách và Mạnh Tuyên đều rất khó coi. Thái Thúc Phi Hoa đứng ở một bên nhìn sang bên này, Lời nói châm chọc, kỳ lạ, Nưu Hữu Đạo không phải là người nước Yến sao? Thu hoạch được nhiều như thế, làm sao không tính gộp với nước Yến, tại sao lại tính thành phần giao nộp riêng của mình vậy? Ngọc Thương nhìn sang bên đó, trong lòng hư lạnh, tính gộp vào nước Yến, Nưu Hữu Đạo còn màng sao? Nguyên nhân khiến Long Hưu, Cung Lâm Sách và Mạnh Tuyên buồn bực chính là vì việc này, nếu có thể ghi dưới danh nghĩa nước Yến thì nước Yến có hy vọng với vị trí đệ nhất. Cung Lâm Sách trong lòng than thở, nghiêu Hữu Đạo ơi là nghiêu Hữu Đạo Ngươi bảo ta phải nói gì với ngươi đây, ngươi làm như vậy, Tử kim động ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, hai nhà khác ngươi phải nói thế nào đây. Trường môn đại thiện sơn hoàng liệt chố mắt, không thể không âm thầm sợ hãi thán phục, vị kia đúng là châu bò, chẳng những vẫn còn sống sót rời khỏi bí cảnh, mà còn thu hoạch nhiều hơn hẳn vạn thú môn của ba phái kia. Phí trường lưu, Hạ hoa, trịnh Cửu tiêu thì âm thầm líu lưỡi, đạo gia không hổ là đạo gia, ngay cả bên trong bí cảnh thiên đô cũng có thể chơi đùa được như vậy. Toàn bộ Nam Châu người có bản lĩnh như vậy chắc cũng chỉ có vị này. Trong Thiên Cốc, sau khi Nhiêu Hữu Đạo trở về không bao lâu, một đám yêu ma quỷ quái tứ hải xuất hiện, đi thẳng đến chỗ kiểm kê linh trùng. Bọn họ lấy ra thấy có vẻ ít ỏi, tổng cộng cũng chỉ có một cái bao, số lượng hơn 100.000. Từ đó, không ít người nhìn ra chút đầu mối, dù sao trước đó ai cũng đều nhìn thấy trên người Nhiêu Hữu Đạo không có cái gì cả, có người âm dương quái khí nói, chắc là linh trùng của Nhiêu Hữu Đạo đều là nhờ đám người hải ngoại kia giúp hắn kiếm chứ gì một người khác nghi hoặc nói tiếp người hải ngoại có thể giúp đỡ nghiêu hữu đạo góp đủ số sao vẻ mặt của long hưu cùng lâm sách và mạnh tuyên cũng tràn đầy nghi hoặc không biết là tình huống gì ngược lại ngọc thương lại một bộ như có điều suy nghĩ chẳng lẽ nghiêu hữu đạo liên hợp với đám người hải ngoại kia để chiếm được đệ nhất sao hắn ta đại khái đoạn được một ít đi vào bí cảnh thiên đô dưới các kiểu hớt tay trên thì liên hợp với người hải ngoại thật sự là một lựa chọn tốt nhưng không biết làm sao hội bí cảnh thiên đô vẫn chưa chính thức kết thúc bọn họ vẫn không thể đi vào làm phiền, không có cách nào hỏi thăm cụ thể tình hình, chỉ có thể ở bên ngoài suy đoán các kiểu. Sự việc chưa đi đến hồi kết thì điều gì cũng có thể xảy ra, đoán mò bao nhiêu cũng vô ích, mấy người cũng chỉ có thể tiếp tục chờ kết quả cuối cùng mà thôi. Người của các môn phái tham gia hội nghị vẫn đang chờ ở Thiên Cốc, Ngọc Thương cũng đang chờ. Mặc dù đã nhìn thấy Nghiêu Hiếu Đạo đi ra, cũng thấy hắn kiếm được rất nhiều linh trùng, thế nhưng không tận mắt thấy thông báo kết quả, Ngọc Thương thật sự là không thể nào yên tâm được, không bằng ở chỗ này chờ sẽ yên tâm hơn, có tình hình gì mới thì có thể kịp thời phát hiện. Chẳng mấy chốc một ngày lại trôi qua, nếu tính theo danh sách tham gia mà nói thì thật ra mới chỉ có hai nhóm người quay lại, lối ra bí cảnh đã sắp tới lúc, sao những người khác vẫn chưa ra. Bên ngoài thiên cốc, người của những môn phái liên quan đều có chút bất an, càng tới gần lúc kết thúc thì càng bất an hơn. Bạch Ngọc Lâu ở bên ngoài lối ra bồi hồi chắp tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sắc trời. Thời điểm lối ra xuất hiện là giữa trưa ba ngày trước, hôm nay vào lúc giữa trưa là đã tròn ba ngày mắt thấy mặt trời đã treo trên cao nhiều nhất chỉ còn nửa canh giờ nữa sắp kết thúc rồi làm sao vẫn chưa thấy người ra vậy tuy nói một ngày trong đó bằng hai ngày bên ngoài bạch ngọc lâu không cho rằng là người ở bên trong đó ngay cả tính toán thời gian cũng không làm được người đi ra đầu tiên cũng đều trong thiên cốc để ý đến lối ra nghiêu hữu đạo đứng ở vách đá trước cửa động quan sát chờ thế mà người từ kim động vẫn chưa ra hắn đã dặn dò nghiêm lập chỉ cần người tứ hải vừa ra ngoài lập tức bảo tử kim động nghĩ cách mau chóng rút lui tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đương nhiên lúc dặn dò thì vẫn chưa lấy được linh trùng trên tay nước tấn đồ vật của nước tấn vừa đến tay tử kim động coi như bị diệt đối với kết quả này chắc là cũng không tạo ra ảnh hưởng gì quá lớn bởi vậy hắn cũng không quá lo lắng nhưng hắn không hy vọng nghiêm lập xảy ra chuyện bây giờ hắn và nghiêm lập có giao tình đối với tính cách của ông ta ít nhiều cũng có chút hiểu tương lai bước vào Tử Kim động, đó cũng là đối tượng hợp tác không tồi. Tử Kim động là môn phái lớn như vậy, tình huống nội bộ kéo bè kết cánh chỉ sợ là không thể nào tránh khỏi. Bên trong lối ra bí cảnh, sắp đến thời gian kết thúc, để cho tiện bất cứ lúc nào rút lui và cũng là vì tập trung lực lượng ứng phó những chuyện bất ngờ, người của Yến, vệ, tề tất cả đều tập hợp lại, toàn bộ nhân thủ ba nước tập kết bao vây ở lối ra, cảnh giác cao độ khắp bốn phía. Cũng có thể gọi là rất bình tĩnh, người tứ hải đã đi ra, bên trong chỉ còn Hàn Tống và Dư Nhiệt nước tấn, người của ba nước này không nhiều, cứ coi như ba nước liên thủ, cũng không có sức mạnh cường hãn như bên này, hiện tại Yến, vệ và tề có đủ năng lực tiêu diệt bất kỳ thế lực nào ở đây. Nhan bảo như đã đi tới chỗ gần đấy, sau khi chú ý tới thế trận phong tỏa lối ra như gặp phải địch, răng ngà cắn rồi lại cắn, đã sắp kết thúc, không dám xông vào, tùy thời hành động. Trường 1222, thời cơ đến 2. Một nhóm bóng người từ đằng xa bay vút đến, nhân mã ẩn núp của Hàn, Tống, rốt cục cũng hiện thân. Thật sự là đã đến lúc chấm dứt, không hiện thân ra ngoài cũng không được. Người vừa đến, không thể tránh khỏi đứng đối lập với người Yến, vệ và tề ở một chỗ. Trên cây gần đó, người phiêu miếu các ngoảnh mặt làm ngơ, đứng xem trò vui. Trưởng lão Bách Xuyên cốc thị như của nước Hàn chắp tay, trầm giọng nói, chư vị, đã sắp kết thúc, cần gì phải đánh nhau đến ta sống người chết. Tiền Phục Thành cười khẩy nói, đánh nhau đến ta sống người chết tất nhiên là không cần phải làm, chúng ta cũng không muốn rước phiền phức vào người chỉ cần không có ai chọc bọn ta thì bọn ta cũng sẽ không động vào người khác đây là nói thừa bọn họ thủ giữ lối ra người muốn đi qua tất nhiên phải chọc bọn họ rồi trình mãn đường của nước tống nói bây giờ đấu võ mồm cũng chẳng có ích gì mong bên đó rộng lượng nhường đường cho bọn ta tiền phục thành nói hay lắm chỉ cần để lại lộ phí thì chúng ta lập tức nhường đường cái gọi là lộ phí còn phải nói sao khẳng định là chỉ linh chủng trong tay bọn họ người hai nước Hàn và Tống không thể nào đồng ý với điều kiện này, thật sự làm ra chuyện cầu xin gì đó, sau khi rời khỏi đây, đời này cũng coi như xong rồi, đừng hòng mơ tưởng ở trong muốn phái có thể ngẩng đầu lên. Đao vô phòng của nước Hàn lạnh lùng nói, đừng khinh người quá đáng. Tào binh nói, trước đó, lúc bọn ta giúp các người đối phó nước tấn, tại sao các người lại không nói nhưng lời như này. Hai vẫn trong thế rằng coi như vậy, một bên chấn giữ không tha, một bên biết mình ở thế yếu, không phải vạn bất đắc dĩ thì không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật đến giây phút cuối cùng, tất cả mọi người đều không muốn lại có thêm nhiều thương vong nữa. Cuối cùng hai bên thỏa hiệp, mặc dù Hàn và Tống ở thế yếu, nhưng muốn bọn họ quỳ xuống đất cầu xin là chuyện không thể nào, chỉ có thể nói là linh chủng của nước Tống bên kia thuận theo bên này, đáp ứng báo đáp bên này, vì đã giải vây giúp bọn họ trước đó, chờ nước Tấn xuất hiện hỗ trợ đối phó. Yến, vệ và tệ ỷ vào mình cường thế mà đi chấn lột, đồng ý rằng chỉ cần có thể lấy được linh trùng trên tay nước tấn thì lập tức để bọn họ rời đi. Bên này cũng là lo lắng nước Hàn, Tống và Tấn Liên Thủ nắm giữ vị trí kia, ba nước cộng lại ước chừng có 10 phần, nhiều hơn bên này 7 phần, chỉ cần ngăn chặn việc Hàn, Tống và Tấn Liên Thủ, dù là giữ lại trong đó một nước, bọn họ lập tức sẽ có hy vọng với vị trí thứ nhất. Bởi vậy, hai bên đều đứng ở đây chờ người nước Tấn xuất hiện. Nghiêm Lập nhịn không được thỉnh thoảng đưa tay gái gái cổ mình, quan sát xung quanh có vẻ như mấy người này có phần không kiên nhẫn, bởi vì trong lòng ông ta rất rõ, nước tấn không thể nào lại xuất hiện nữa, chờ đợi cũng chỉ phí công vô ích mà thôi, thế nhưng cũng không thể không giả vờ tiếp tục ở lại cùng. như Hữu đạo bảo ông ta ra ngoài sớm đi, ông ta cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ một mình chạy ra ngoài quả thực không thích hợp cho lắm. Chờ lại chờ, đợi đến thời điểm mấu chốt, vẫn không thấy người nước tấn xuất hiện, mọi người ít nhiều cũng có hơi kinh ngạc. Nghiêm lập ngầm cười khổ, người phiêu miếu các lên tiếng, chỉ vào cái đồng hồ cát vừa được đảo ngược lại lạnh lùng cảnh cáo nói đồng hồ cát cuối cùng còn một khắc trưởng lão huyền binh tông lưu hưng vung tay lên phái mấy đệ tử đến chỗ gần đó điều tra mấy tên đệ tử điều tra một chuyến nhanh chóng rồi trở về bẩm báo rằng bốn phía xung quanh cũng chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của người nước tấn ngược lại phát hiện nhan bảo thư bây giờ ai cũng sẽ khống thừa thời gian để ý đến nhan bảo như thời điểm sắp đến nhan bảo như cũng không chạy bên này cũng không động thủ với nàng ta mọi người đều cảm thấy kỳ quái. những người nước tấn kia đến phụ cận thì có thể giấu được sao? không ở gần đó, không có khả năng. cũng đã đến canh giờ này, chẳng lẽ không muốn ra ngoài sao? nghiêm lập không sợ phiền phức lớn tiếng trách móc một câu. người nước tấn có phải là đã bị các ngươi xử lý rồi không? đồ vật của bọn họ cũng không phải là bị các ngươi của mất rồi chứ? người yến vệ và tề nhất thời cảnh giác. phú cư yên của nước tống lúc này chửi ầm lên. nghiêm lập lão cẩu mở to mắt chó của ngươi mà nhìn xem bọn ta vẫn là những người này, nếu như thật sự giao thủ với nước tần thì làm sao bọn ta có thể không có tổn thất được. Nghiêm lập đáp trả lại, cái này ai biết được, nếu bọn ta chiếm đồ của nước tấn, ắt sẽ gặp thiên khiển. Người hai nước Hàn, Tống cũng nỏng này, vậy mà ai cũng mở miệng nói lời thề độc, thậm chí là lấy danh nghĩa của môn phái mình ra thề thốt, để chứng mình tuyệt đối không có chuyện kia. Lấy môn phái ra để đánh cược thể độc, người Yến, vệ và tề nhìn nhau, thua người không thua trận, phát ra loại lời thề này, sợ rằng thật sự là không liên quan đến Hàn và Tống. Cứ kéo dài như thế, cuối cùng cát bên trong đồng hồ cũng đã chảy hết, người phiểu miếu các từ trên cây nhảy xuống, rời khỏi lớp sương mù. Một màn này xảy ra, lập tức không người nào dám chậm chế nữa, người phiếu miếu các vừa đi ra ngoài là mang ý nghĩa kết thúc, người phiêu miếu các muốn phong tỏa bên ngoài, cũng sẽ không khách khí với người đã quá thời hạn. Người Yến, vệ và tế nhanh chóng quay đầu như ong vỡ tổ, trước tiên tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Người Hàn, tống cũng không quan tâm vội vã chạy ra ngoài rời khỏi đó trước người phiêu miếu các nhan bảo như cũng lắc người một cái rời khỏi đây cũng bởi vì một nước tấn chẳng hiểu ra sao cả khiến mọi người lãng phí thời gian một cách vô ích khiến trận chiến lúc đầu cũng không xảy ra được một đám người lần lượt xông ra gặp lại thế giới tràn ngập ánh mặt trời lại nhao nhao quay đầu cuối cùng chỉ thấy người phiêu miếu các đi ra cũng vẫn không thấy người nước tấn đâu thấy người phiêu miếu các trong bí cảnh xuất hiện Hai bên trên vách núi lập tức có rất nhiều người phiêu miếu các bay xuống, chuẩn bị phong tỏa lối ra kia, với hàm ý chuyến đi vào bí cảnh Thiên Đô năm nay đã kết thúc, nếu có người làm trái quy tắc thì phải chịu chết. Mọi người nhìn nhau, biết rõ kết quả nhưng vẫn có chút bất ngờ, nước tần nhiều lần đoạt đệ nhất, thế mà năm nay một người cũng không thấy rời khỏi đấy. Bên ngoài Thiên Cốc, người người nhốn nháo, mắt thấy một khắc cuối cùng đột nhiên hiện ra một nhóm người, các môn phái đều nhao nhao mở to mắt nhìn kỹ có bao nhiêu người của môn phái mình ra hai trong mắt của trưởng môn khí vân tông thái thúc phi hoa cũng trợn lồi cả ra, cho đến khi người phiêu miếu các phong tỏa lối ra cũng chưa thấy đệ tử môn phái mình để ra, trong lòng run lên, tay sờ dâu cũng run lên, hung hăng rực đứt mấy cọng dâu, hai mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng, hô hấp dồn dập. trong lúc nhất thời, phần lớn người đều chỉ đang tìm kiếm người của mình, cũng không để ý đến người của khí vân tông, tạm thời vẫn chưa phát hiện ra điều dị thường này. sau khi ra ngoài nghiêm lập hết nhìn đông tới nhìn tây thấy được Ngưu Hữu Đạo trên vách núi đang quan sát trên mặt mỉm cười, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cái thằng này thế mà từ Thiên Kiếm phủ điên cuồng công kích tránh thoát được, cuối cùng từ Kim động bên kia, mình cũng có thể ăn nói được với trưởng môn, cũng có thể gọi là lập được công lớn. Đồng Kim Hoàn, An Diệu Nhi, Lâm Phi Yến cẩn thận từng ly từng tí tra xét xung quanh, nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cũng nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo mỉm cười. Kỳ thật, Ngưu Hữu Đạo cũng không nhìn thấy các nàng, nói thật ra là không coi mấy nàng e a gì cũng không chú ý đến họ. Nhưng dáng vẻ khí định thần nhàn đứng chống kiếm ở vách núi lối ra, khí thế kia giống với khí thế mà bọn họ từng nhìn thấy ở Mao Lư Sơn Trang, chỉ một màn này cũng đã dọa ba nữ nhân này sợ run tim mất mật, hai chân như mềm ra. chương 1223, kết quả xếp hạng. Ba nữ nhân đều chạy đến chỗ ba nam nhân, đứng bên canh nam nhân của mình, hy vọng có thể tìm được sự an toàn. Bởi vì các nàng rất rõ, nếu ba nhân này không đáng tin, một khi Nghiêu Hiếu Đạo còn sống rời đi, với quyền thế ngập trời của Ngưu Hữu Đạo ở Nam Châu, ba người các nàng vừa ra khỏi thiên cốc thì chỉ có con đường chết, sư môn bọn họ nhất định sẽ làm cho bọn chết rất thảm, bằng không thì cũng không biết ăn nói như thế nào với Ngưu Hữu Đạo. Được Đồng Kim Hoàn nhắc nhở, Triệu Đăng Huyền quay đầu thấy Ngưu Hữu Đạo, cũng có chút bất ngờ, cái tên này thật sự còn sống, thiên kiếm phù cũng không giết được hắn. Quay đầu lại vỗ vỗ sau lưng Đồng Kim Hoàn, không biết an ủi cái gì, tóm lại Đồng Kim Hoàn rất ngoan ngoãn liên tục gật đầu, Tiểu nữ nhân nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh hắn ta, không dám rời đi nửa bước, cả người chìm trong sự thấp thỏm lo âu cực độ, không có chút nào cảm thấy vui mừng khi thoát thân khỏi bí cảnh. Vẫn có một tia hy vọng, nàng ta hy vọng Nưu Hữu Đạo không thể giữ vị trí thứ nhất, như thế Nưu Hữu Đạo mới không sống được. Về phần ba nam nhân kia, các nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối, mình cũng biết mình đang ở tình huống nào, nương thân vào ba nam nhân kia, cũng biết mình ở trong mắt người khác chính là trò cười sợ người khác xem thường, tất nhiên cũng lo lắng ban nam sẽ bỏ mặc mình. Về phần hối hận hay không, các nàng cũng chưa nói tới, giống như nghiêu hữu đạo mạo hiểm như thế để rời khỏi đó, các nàng cũng không nắm chắc điều gì cả. Bọn họ không biết rõ tình hình, không biết rằng nghiêu hữu đạo sắp xếp hiểm trợ giúp bao nhiêu người thoát thân khỏi bí cảnh, nếu như họ biết, chỉ sợ là sẽ hối hận đến xanh ruột. Trước mắt, các nàng cũng chỉ có thể ký thác hy vọng vào nam nhân mà mình đã nương thân, đây cũng là chỗ duy nhất hiện nay mà các nàng có thể trông cậy vào, nghiêu hữu đạo không để ý tới ba nữ nhân này mà lại chú ý tới một nữ nhân khác đó là nhan bảo như tự tiếu phi tiếu nhìn chăm chú nữ nhân này cũng không biết nghiêm lập xảy ra chuyện gì nhiều người trông coi lối ra như vậy thế mà còn để nữ nhân này thuận lợi trốn ra được nhan bảo như cũng nhìn thấy hắn chạm phải ánh mắt tự tiếu phi tiếu đó trái tim run lên trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi không tên một cảm giác hoảng hốt nhưng rất nhanh liền chấn định lại đây là thiên cốc nghiêu hữu đạo còn dám làm loạn ở đây hay sao nhưng mà cũng khó nói trước được nghiêu hữu đạo cũng không phải chưa từng làm loạn ở thiên cốc lúc quay đầu nhìn sang nơi khác lại thấy được ở một bên khác trên vách đá đựng đứng có người của tam phái trung lập rõ ràng là đã có người lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta một cảm giác bi thương trào dâng lên nàng ta biết một khi rời khỏi nơi này thì điều gì đang chờ đón nàng ta ngang nhiên trước mặt mọi người hãm hại tam phái tam phái sao có thể buông tha cho nàng ta được vừa rời khỏi nơi này thì có thể phải đối mặt với sự truy sát. Sư Thúc, trước đó đã phái hai đệ tử Linh Kiếm Sơn, giờ đã tìm được Trừ Phong Bình. Nghe thấy tiếng gọi, Trừ Phong Bình bỗng nhiên thu tay, nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo đang chống kiếm đứng trên vách đá, gương mặt co quắp mấy lần, cảm giác trong mắt toát ra sự tức giận. Ngưu Hữu Đạo cũng nhìn thấy ông ta, vẻ mặt bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi nào khi nhìn nhau. Các đệ tử Linh Kiếm Sơn lần lượt nhìn Ngưu Hữu Đạo đứng trên vách đá, đống tính của bọn họ cũng khiến người tiêu giao cung và tử kim động cũng quay đầu nhìn. Nghiêu hữu đạo, vẻ mặt mỗi người khác nhau, tóm lại, cho dù là nước Yến, nước Vệ, nước Tề hay là nước Hàn và nước Tống, cũng đều có mấy phần ngầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, bốn nước đều có người bị nghiêu hữu đạo dụ rồi bị xử lý một đám. Bí cảnh kết thúc, người của phiêu miếu các còn đang chờ chúng ta kiểm kê, đi thôi, đi thôi. Nghiêm lập nhắc nhở một câu, nói tới phiêu miếu các, mọi người cũng không dám chậm chế nữa, dựa theo thỏa thuận, người của Yến, vệ và tề cùng kiểm kê linh trùng. Nước Hàn đang tiến hành chiến tranh trong nước và nước Tống cũng hợp lại với nhau, linh trùng hai bên góp lại, liên hợp tranh đoạt xếp hạng thành tích. Lối ra thiên cốc, Đông Hải Đại Thánh, Tây Hải Yêu Vương, Nam Hải Pháp Vương và Bắc Hải Minh Chủ lại xuất hiện, đến xem kết quả cuối cùng, nghe người bên ngoài nói, người Tứ Hải hình như giúp nhiều hữu đạo tranh được thành tích tốt, bồn người đều có chút kinh ngạc, tình hình là như thế nào vậy? ờ, người nước tần hình như cũng chưa thấy ra. Có người phát hiện dị thường, một nhóm người tụ tập ở lối ra được nghe nhìn kỹ, thật đúng là như thế, nước tấn không đoạt được đệ nhất đã là chuyện hiếm thấy, lần này thế mà lại chưa ra, rốt cuộc bên trong bí cảnh đã xảy ra chuyện gì. Đàm người đồng loạt nhìn về phía trưởng môn khí Vân Tông Thái Thúc Phi Hoa, chỉ thấy ông ta mặt mày tái mét, không biết có bao nhiêu người âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Ơ, ờ, hình như người nước triệu cũng chưa ra, lại có người phát hiện ra, không cần nói nước triệu có trưởng môn lạc hà sơn trang tả thừa phong trưởng môn quy nguyên tông tưởng vạn lâu trưởng môn tụ tiên giáo mễ mãn ba người vẫn quan sát kỹ thì sớm đã phát hiện người nước triệu chưa có một ai đi ra cả cả mặt đều tối thui long hưu mạnh tuyên và cung lâm sách trong lòng ba người ngược lại có mấy phần bất an đã ẩn ẩn phát giác được ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng nhìn về phía bọn họ chính bọn họ cũng chú ý tới trong nhóm người ra khỏi đấy thì nhân số nước yến hình như là nhiều nhất đây có phải là đã nói nước yến thu lợi nhiều nhất không cũng là tạo thành tổn thương lớn nhất đối với môn phái khác không? Chính bọn họ suy đoán như vậy, người khác cũng cho rằng là như thế. Lúc xế chiều, tất cả các bên mang linh trùng từ bên trong bí cảnh ra đều đã hoàn tất việc kiểm kê. Bạch Ngọc Lâu người chủ chỉ cầm kết quả đã được thẩm tra kỹ càng bay lên núi cao đối diện. Lúc này, mọi người mới phát hiện, không biết từ lúc nào mà Toa Như Lai đã đến đây, chắp tay, thờ ơ đứng ở trên vách núi quan sát, từ từ giơ tay nhận lấy tờ giấy Bạch Ngọc Lâu đưa kiểm tra xem xét. Vạn động thiên phủ phái người đi thăm dò tin tức ở chỗ kiểm kê cũng quay về rồi, bí mật báo kết quả kiểm kê của mấy nước cho Ngưu Hữu Đạo biết. Mặc dù cũng không biết cụ thể mấy nhà đó đạt được bao nhiêu linh trùng, nhưng có thể xác định là là năm nước không hề liên thủ. Sau khi ngăn chặn được khả năng này, trái tim treo lơ lửng của Ngưu Hữu Đạo cũng coi như hạ xuống rồi, xoay người về phía phù hoa đang đứng bên cạnh, nhắc nhở một câu, dặn dò phía dưới, những người nước tấn kia toàn bộ giết hết không để ai biết. Mấy người liên quan nhìn nhau, Phù hoa nói chúng ta hạ thủ việc này sơ muộn cũng lộ ra căn bản không gạt được như hữu đạo chỉ ít hiện tại còn có thể che giấu bây giờ khí vân tông rất có thể đang tức giận các người muốn khí vân tông cắn chúng ta không thả ư không cái thiên trần chờ nhắc nhở số lượng linh chủng trên tay ngươi chỉ sợ khiến cho người khác nghi ngờ như hữu đạo ngoại trừ chúng ta ai cũng không thể xác định được người tứ hải rốt cuộc đào được bao nhiêu linh chủng ngoại trừ giành được cái khác thì cứ một mực nói là chính các ngươi thu thập hiện tại điều mọi người biết đến là yến vệ tề hàn và tống liên thủ giày vò khiến nước tấn không rõ tung tích để khí vân tông bọn họ tìm năm nước kia đòi công đạo đi mặc kệ khí vân tông có dám cắn năm nước kia hay không đều có thể làm giảm bớt áp lực của chúng ta mấy người như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu phù hoa nói tử kim động bên kia sẽ không lỡ miệng nói ra chứ như hữu đạo cái này ngươi yên tâm tạm thời tử kim động sẽ không làm lộ mối quan hệ giữa ta và bọn họ miễn là phải qua ải này chờ ta ổn định lại thế cục, khí vân tông nổi giận cũng sẽ hết giận, sẽ tỉnh táo lại, cũng không phải do bọn họ làm loạn. Trường 1224, thịnh tình không thể chối từ một. Mấy người khẽ gật đầu, hiểu được ý của hắn, nhanh chóng dặn dò người bên cạnh truyền đạt xuống dưới, để mọi người thống nhất được con đường đi. hạng nhất là Nghiêu hữu Đạo, nhận được danh sách xem xét, toa như lai like nhân mày, kết quả này nằm ngoài dự liệu của ông ta, trước đó ông ta biết Nghiêu hữu Đạo đi ra, nhưng lại không nghĩ tới hắn có thể đứng thứ nhất dám ở thiên cốc tự tiện động thủ mặc kệ có lý hay không ông ta đã bước nghiêu hữu đạo tranh vị trí thứ nhất nhưng thật ra là muốn bước hắn vào con đường chết tưởng rằng nghiêu hữu đạo chết chắc rồi ai ngờ tới hắn quả thật đứng thứ nhất đây là muốn để cho ông ta nhìn thấy sao ánh mắt di chuyển xem xét danh sách xếp thứ tự lại một lần chậm rãi hỏi hắn làm sao có thể đứng thứ nhất xác định là không sai chứ bạch ngọc lâu chắp tay nói không sai đã xác minh lặp đi lặp lại thật sự là hắn không có khả năng đứng thứ nhất nhưng mà quan sát được một ít dấu hiệu biểu hiện là đám người tứ hải giúp hắn cơ bản có thể khẳng định hắn và người tứ hải liên thủ cướp vị trí thứ nhất tứ hải toa như lai like thì thầm ông ta tự mình nhúng tay vào thế mà vẫn để nghiêu hữu đạo tránh thoát được một kiếp nói thật tờ danh sách này ít nhiều cũng khiến ông ta có chút nổi nóng nhưng ông ta ở trước mặt mọi người nói ra thì không thể không giữ lời thật sự nếu làm như vậy về sau người ta sẽ hoài nghi phiêu miếu các bố trí nói chuyện còn có thể giữ lời hay không tùy thời có thể đổi ý sau này làm sao đối mặt được với mọi người còn có thể nói quy củ gì chứ sau khi im lặng một hồi ông ta từ từ nói tứ hải cũng không đứng thứ nhất cứ coi như cùng hắn liên thủ tên này có thể đứng nhất vẫn có chút năng lực ánh mặt chợt nhìn phía xa tuổi huyễn lệ cũng không còn nhỏ người cảm thấy thế nào lời này vừa nói ra bạch ngọc lâu nhận ra được điều gì đó trong lòng người làm cha mẹ có thể lý giải được đều nghĩ tìm chỗ tốt cho nữ nhi của mình Gặp được người thích hợp nhịn không được có cái suy nghĩ kia cũng có thể giải thích được, hơn nữa tuổi cũng đã cao. Sau khi hiểu rõ được ý của đối phương, hắn ta âm thầm kinh hãi, do dự mãi, không biết nên trả lời như thế nào. Hừm, toa như lai chất vấn một tiếng, ánh mắt nhìn mặt hắn ta, có vẻ hơi uy thế, có vẻ như đang hỏi, "Ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao?" Bạch Ngọc Lâu vội nói, "Chuyện của nữ nhi, tất nhiên là do cha mẹ làm chủ. Cá nhân ta xem xét mà nói, việc này tất nhiên là do ngài sắp xếp." nhưng mà theo quy củ, Ngưu Hữu Đạo cuốn vào phân tranh lợi ích của thiên hạ quá sâu, đột nhiên rút hắn ra, sẽ khiến thế cục thiên hạ biến đổi lớn, người của ngài, sau này ai còn dám cùng hắn tranh phong. Tất nhiên có ít người sẽ không ngồi nhìn, ắt sẽ dẫn tới chín vị thánh tôn của các thế lực xé bỏ ước định nhau nhau suốt thủ tự mình tham gia phân tranh lợi ích. Loại chuyện này sức ảnh hưởng quá lớn, chín vị thánh tôn thật vất vả lập ra quy củ sống yên ổn với nhau nhiều năm như vậy, phía trên sợ là cũng sẽ không đồng ý, không muốn mạo hiểm thay đổi gì cả nói xong lại tiếp thêm một câu như hữu đạo quả thực là cuốn vào quá sâu rồi toa như lại im lặng một lúc lâu sau khẽ thở dài nói xuất thân từ nhà ta có lẽ là đã hại con bé bạch ngọc lâu hiểu ý ông ta bối cảnh bực này nữ nhi của người ta nếu kết thân với người thường thì lại quá không thích hợp bên trong vòng tròn lựa chọn cố định mà nói lại không dễ dàng để chọn ra người hài lòng tóm lại cái này sau nó còn liên lụy tới quá nhiều lợi ích một gà một cưới kết quả cuối cùng sợ là cũng khó thoát thân bất do kỳ cuối cùng chỉ sợ cũng khó kết thúc cuộc chỉ hôn này, toa như lai trụ không được lâu nữa đâu. Lúc trước, hắn ta vẫn ở bên trích tinh thành, đối với một số việc cũng biết ít nhiều, toa huyễn lệ cũng không phải là không gặp được người mình thích, nhưng mà đối phương thân thể quá yếu, không chịu được nổi phúc khí lớn như vậy, cuối cùng ngay nguyên nhân vì sao mình chết cũng không biết. Người có tư cách cưới được toa huyễn lệ là những người như thế nào? Há lại để cho những nam nhân khác tùy ý nhúng chàm, bình thường nam nhân nào vượt qua được những độc thủ kia? không nói tới người khác ngay cả toa như lai bạch ngọc lâu mơ hồ cũng biết một ít vị này giống như vì chính mình đã từng tùy hứng phải trả giá quá lớn nên cưới một nữ nhân không nên cưới cũng chính là mẹ của toa huyễn lệ kết quả cho đến nay không rõ tung tích vị thê tử kia của toa như lai vì thế giữa hai cha con không quá vui vẻ có phần cả đời không nói chuyện với nhau rất nhiều chuyện người ngoài chỉ thấy bề ngoài đẹp đẽ nhưng lại không thấy được vẻ ảm đảm đằng sau toa như lai thoát khỏi dòng suy nghĩ hít sâu một hơi nhìn chằm chằm tờ khai nói số lượng lần này không bằng lần trước bạch ngọc lâu đáp vâng gần như thiếu một nửa toa như lai làm sao thiếu nhiều như vậy sao nước tấn không có trong danh sách bạch ngọc lâu bẩm báo người nước tấn và nước triệu cơ bản chưa hề đi ra ồ toa như lai có phần bất ngờ ánh mắt quét qua sơn cốc quả thực không thấy người nước tấn tình hình toàn quân nước tấn bị diệt còn chưa truyền về đây y hỏi có bao nhiêu người đi ra bạch ngọc lâu Đi vào một vạn người, đi ra chỉ có khoảng ba nghìn người. Lời ấy không sai, nước tấn và nước triệu không còn, chỉ một thoáng đã thiếu đi hai nghìn người. Như hữu đạo dẫn dụ bốn nhà bao gồm Linh Kiếm Sơn ra tiêu diệt đã tổn thất thêm khoảng một nghìn ba, một bốn trăm người. Hai nghìn người của Tứ Hải cũng tổn thất một nghìn ba, một bốn trăm người. Các nước Hàn, Tống bị tiêu diệt bớt, sau đó lại bị nước tấn dày vò thêm một chuyến, tiếp tục tổn thất quá nửa. Chém giết khắp nơi, tính toán hết các loại tổn thất, sau khi đi ra chỉ còn lại khoảng 3.000 người. Toa như lai nhíu mày, lần trước quân số bị giảm một nửa, lần này như vậy là tương đối nhiều. Y nghiêng đầu nói, cha xem, xem như hữu đạo làm sao xếp hạng nhất. Vâng, một người vô cảm bên cạnh Y đáp, Bạch Ngọc Lâu biết rõ, Y đang muốn vận dụng thế lực ẩn của phiêu miếu các thăm dò quá trình chiếm được hạng nhất của Như hữu đạo trong bí cảnh. Toa như lai trả danh sách lại cho Bạch Ngọc Lâu, nếu không có vấn đề gì thì dán thông báo công bố kết quả đi, tránh cả đám người đổ về đây, chướng mắt. Vâng, Bạch Ngọc Lâu lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh, vài người của phiêu miếu các cầm theo tập giấy dán trên vách núi bên ngoài thiên cốc, trên đó ghi rõ thứ tự tranh đoạt và số lượng thu hoạch linh chủng của các phương, công khai rõ ràng trước mặt mọi người. Xếp hạng nhất, nhiều hữu đạo, thu hoạch linh chủng được 16.666.666 hạt. A, à, Nhiêu Hữu Đạo xếp hạng nhất, cá nhân Nhiêu Hữu Đạo lại xếp hạng nhất, danh sách vừa ra, hiện trường náo động. Tất cả mọi người ngoài thiên cốc hầu như không ai tin tưởng được. Thái thúc phi hoa cứng người, khó tin. Nước tấn bị diệt, chỉ một mình như hiếu đạo lại xếp hạng nhất. Ông ta ôm lòng chờ mong rất lớn tới đây, làm sao có thể chịu nổi. Long hưu, mạnh viên cung lâm sách nhìn nhau, nghi là mình nhìn lầm, như hiếu đạo lại là hạng nhất. Trưởng môn hoàng liệt của đại thiện Sơn há hốc mồm, trợn mắt cố nhìn thật kỹ, nhìn đi nhìn lại, cộng cả tiếng bàn tán ồn ào bên tai mới xác nhận mình không nhìn lầm, Người há hốc mồm còn có rất nhiều. Phí trường lưu, hạ hoa, trịnh cửu tiêu chố mắt nhìn danh sách một lúc lâu mới quay sang nhìn nhau. Lại xếp hạng nhất, đạo gia xưa nay thích khiêm tốn, có phải lần này kiêu căng quá không? Hạ hoa khẽ thì thào với hai người kia, chẳng vậy thì sao? Phí trường lưu và trịnh cửu tiêu liếc nhìn phản ứng của người xung quanh, cảm thấy sống sót đi ra là được, lại bắt cả hạng nhất chạy ra thực sự là có phần quá đáng. Hơn nữa, dùng danh nghĩa cá nhân ép xuống tất cả các thế lực, Thế này làm sao nước yến chịu nổi? Chương 1225, thịnh tình không thể chối từ hai. Ba người không biết chân tướng, không biết Nghiêu Hiếu đạo vốn không muốn cầm lấy biển hiệu hạng nhất to tổ bố này, chỉ là bị toa Như Lai ép đến đường cùng, bằng không dù có đánh chết hắn cũng không thể chạm tay tới hạng nhất này. Ngọc Thương đặt tay lên ngực, trái tim đang lơ lửng cuối cùng mới được hạ xuống, cũng thầm tặc lưỡi thán phục, hạng nhất. Tên kia thực sự tranh được hạng nhất, khá lắm, kích động, ông ta thực sự kích động chuyện lớn có hy vọng rồi không uổng công hiểu nguyệt các bỏ ra tâm huyết một phen người trong thiên cốc đi ra tất cả người tham gia bí cảnh thiên đô lục tục xuất hiện nhàn bảo như lặng lẽ đi ngoài cùng chỉ liếc mắt nhìn bảng danh sách một cái bi phẫn đã dồn lên đầu nàng ta đã biết trước nàng ta đã sớm nhắc nhở đã nói với lũ ngu xuẩn kia đã nói là ba phái trung lập kia sớm đã cấu kết với nghiêu hữu đạo ngầm giúp nghiêu hữu đạo mang theo lượng lớn linh chủng ra ngoài nhưng lũ ngu kia mãi không chịu tin còn để tên cầu tặc kia dễ dàng chiếm hạng nhất. Vừa nghĩ tới Nghiêu Hiếu Đạo đã độc ác làm nhục mình một phen lại còn được tưởng thưởng cực lớn, nàng ta lại thức muốn hộp máu. Mãi cho đến hiện giờ, nàng ta còn cho rằng ba phái cấu kết với Nghiêu Hiếu Đạo. Kết quả này nghĩa là Nghiêu Hiếu Đạo giữ lại được tính mạng, mà dù không giữ được, nàng ta cũng không dám ở lại. Nàng ta là người đầu tiên bỏ đi trong số hơn 3.000 người. Thừa dịp tất cả còn đang chăm chú xem bảng danh sách, nàng ta lặng lẽ bỏ trốn. Hết cách rồi, lúc này không đi, lát nữa bị ba phái kia nhắm vào, nàng ta không bị giết mới là lạ. Còn cái gì khổ thần đan, nàng ta đã không hy vọng Nghiêu Hữu Đạo có thể buông tha nàng ta. Vừa nghĩ tới thủ đoạn của Nghiêu Hữu Đạo, nàng ta đã giận cả người, ngay cả kết quả cũng không kịp xem, vội vã bỏ chạy. Nghiêu Hữu Đạo xếp hạng nhất, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhìn thấy bảng danh sách, Đồng Kim Hoàn, An Diệu, Lâm Phi Yến sợ đến nhũn cả chân bí cảnh là hy vọng cuối cùng có thể giết chết Ngưu Hữu Đạo cũng đã tan nát. Ba người phụ nữ tìm kiếm trong đám đông, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo đồng thời cũng nhìn thấy trưởng môn nhà mình đang tươi cười chen tới cạnh Ngưu Hữu Đạo. Nhìn thấy trưởng môn của mình, ba cô gái sợ đến mức hồn phi phách tán, cảm thấy hít thở cũng khó khăn, cấp tốc chạy đi tìm cứu tinh của mình. Lão đệ, Ngọc Thương chạy trước đến cạnh Ngưu Hữu Đạo, rất phấn chân bắt lấy cánh tay Ngưu Hữu Đạo, dùng sức vung vẩy, vỗ mạnh lên vai Ngưu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo bị thương, lại bị ông ta không nương tay vỗ một cái, đau nhè cả răng. "Ô, Ngọc Thương chợt nhận ra hắn đau, sau mới nhìn thấy hắn bị thương, vội xin lỗi." Đang muốn Hàn Huyên, Bạch Ngọc lâu lên tiếng, những người tiến vào bí cảnh Thiên Đô đã vì tài nguyên tu luyện của tu sĩ thiên hạ mà cực khổ rồi. Theo quy định, phiêu miếu các sẽ luận công ban thưởng. Hạng nhất, Nghiêu Hữu Đạo, tiến lên lĩnh thưởng, điểm danh đến, Nghiêu Hữu Đạo cũng đành tạm biệt Ngọc Thương chậm rãi đi tới trong con mắt theo dõi của đám đông. Ngay cả mấy người phí trưởng lưu cũng không có cơ hội tới nói chuyện. Đi tới trước chiếc bàn đặt trước thiên cốc, nhiều hữu đạo chắp tay chào. Bạch Ngọc Lâu nhìn hắn đầy ẩn ý, lấy một tấm phiếu làm chứng của phiêu miễu các ra cho mọi người xem, cất cao giọng nói. Đầu tiên, thưởng 300 triệu kim tệ, người xem có nhiều vẻ mặt khác nhau, có ước ao ngưỡng mộ. Long Hưu, Mạnh Tuyên, cùng lâm sách nhìn nhau, trong mắt như muốn nói, thật sự để một mình Như Hữu Đạo độc chiếm món của cái khổng lồ này. Tấm phiếu đưa tới, Như Hữu Đạo bình tĩnh đưa hai tay tiếp nhận, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Theo quy định, mỗi lần trao giải hẳn là do chủ sự phiêu miếu các tự mình làm, làm sao lần này lại do Bạch Ngọc Lâu làm giúp. Hắn đảo mắt một cái đã nghĩ ra, thở phào nhẹ nhõm. Toa như lai không lộ diện, cũng không trao giải, chứng tỏ đã tạm thời buông tha hắn. Như Hữu Đạo cầm giải thưởng cảm ơn Bạch Ngọc Lâu, sau đó đi thẳng đến chỗ người của Tứ Hải. Hạng nhất này là sao? Có quan hệ với các ngươi? Thấy Nghiêu Hữu Đạo lĩnh thưởng, Đông Hải Đại Thánh, Tây Hải Yêu Vương, Nam Hải Pháp Vương, Bắc Hải Minh Chủ đang thấp giọng hỏi mấy người Phù Hoa. "Đại vương, tình hình thực sự phức tạp, ở đây khó nói, để kể lại sau đi." Phù Hoa vừa thầm nói xong, chợt sững sờ, chỉ thấy Nghiêu Hữu Đạo cầm phiếu thưởng tới, trước con mắt của mọi người tới chỗ người tứ hải, tươi cười hớn hở chắp tay nói. "Đại tỷ, ba vị đại ca, vậy bốn vị này chính là chủ nhân tứ hải?" Nưu Hữu Đạo có lễ. Đại tỷ, đại ca, bốn vị chủ nhân tứ hải nhìn nhau, gọi thân thiết vậy là có ý gì? Toàn trường chợt yên tĩnh, đều đang nhìn sang. Đại khái là tất cả đều nghe được, Phù Hoa nhìn bốn chung quanh, thấy mọi người đều nhìn hết sang bên này, ngay cả Bạch Ngọc lâu cũng đang quan sát. Nàng ta thầm suốt ruột, nghiêm khắc nói nhỏ, "Lúc này ngươi chạy tới làm gì?" Nưu Hữu Đạo lại không hề che giấu chút nào, thản nhiên nói, "Đã nói rồi, ta đạt hạng nhất, phần thưởng quy về mọi người." huynh đệ ta nói lời giữ lời, quyết không nuốt lời. Hắn đưa phiếu thưởng ra, đám phù hoa, lãng kinh không, hồng cái thiên, đoạn vô thường tối sầm mặt mày lại, không ai đưa tay ra nhận. Lúc trước bốn người còn lo lắng không biết Nhiêu Hữu Đạo có thể nuốt lời hay không, ai mà ngờ Nhiêu Hữu Đạo không chỉ không nuốt lời, vừa quay đầu lại đã ngang nhiên cho họ một niềm vui bất ngờ, mà đúng là giữ lời một cách bất bình thường. Trước con mắt bao nhiêu người, áp lực lên bốn người rất lớn, thật không dám đưa tay ra. 300 triệu kim tệ đưa hết cho chúng ta. Chủ nhân tứ hải rất kinh ngạc, lại nhìn nhau. Xem ra hạng nhất này quả nhiên là do bên họ bỏ ra nhiều công sức. Tây hải yêu vương ngạc nhiên nói. Thật sự đưa hết cho chúng ta. Không hối hận chứ, mọi người đều đang nhìn đấy. Là do người chủ động đưa cho chúng ta, không phải chúng ta ỷ thế hiếp người. Phù hoa có nỗi khổ khó nói, rất muốn khuyên đại vương của mình im mồm, lại không cách nào từ chối. Từ chối ngay trước mặt mọi người, còn có thể hy vọng Ngưu Hữu Đạo đưa cho bọn họ nữa sao? Thấy vị này lên tiếng, Ngưu Hữu Đạo dâng hai tay đưa thẳng tới. Nói là làm, tuyệt không hối hận. Ha ha, vậy thì được, ba vị, vậy ta lấy giúp. Tây Hải yêu vương cười hớn hở đưa tay ra. Bên nước Yến, Long Hưu đột nhiên lên tiếng. Ngưu Hữu Đạo, dù sao ngươi cũng là tu sĩ nước Yến, trước khi quyết định phải nghĩ cho rõ ràng. Đây là phần thưởng trên danh nghĩa cá nhân của Ngưu Hữu Đạo, trước mặt mọi người, Ngưu Hữu Đạo đưa cho ai tất nhiên là quyền của hắn. Sau đó nên xử lý thế nào là một chuyện khác, chỉ ít, ba đại phái nước yến trước mắt không thể ép buộc can thiệp vào. Nơi này dù sao cũng là phiêu miếu các, Ngưu Hữu Đạo muốn đưa cho ai, không ai có thể ra tay cản. Trưởng môn mạnh tuyên của Linh Kiếm Sơn cũng lên tiếng, không nên vội vã quyết định, ngươi là tu sĩ nước yến chúng ta, nếu có kẻ tự tiện làm bậy, chúng ta tự nhiên sẽ chủ trì cho ngươi. Ý là ám chỉ Ngưu Hữu Đạo, lúc trước có cam kết gì cũng không quan trọng, không cần sợ người tứ hải, ba đại phái chúng ta sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. Đó chính là 300 triệu kim tệ, mặt cung lâm sách giật giật, cũng đau thịt khó chịu nổi, vừa định nghỉ lại quan hệ ngầm với nhiều hữu đạo để khuyên hắn một phen, sau lưng chợt có người kéo ống tay áo ông ta một cái. Cung lâm sách quay đầu lại nhìn, thấy nghiêm lập khẽ lắc đầu với mình, chợt hiểu. Việc này tất nhiên có gì đó lạ thường, cầm miệng thì hơn. Tây Hải yêu vương đảo mắt một vòng, đột nhiên ra tay nhanh chóng, phù một cái lấy tới phiếu thưởng 300 triệu kim tệ vào tay, tươi cười nói. Thịnh tình không thể chối từ, nếu như thế, ba vị, để ta nhận trước, lúc về lại chia. Đông Hải Đại Thánh, Nam Hải Pháp Phương, Bắc Hải Minh Chủ không lo lắng chuyện lúc về mới chia, vì ba nhà hợp tác lại thì Tây Hải Yêu Vương cũng không nuốt riêng được. chương 1226, mau chạy đi. Chỉ là, ba người đều cảm thấy việc này có gì không ổn, từ thái độ của mấy người phù hoa có thể thấy. Yêu Vương, Phù hoa nhắc một câu ám chỉ, Tây Hải yêu vương lườm nàng ta một cái. Sợ cái gì, thấy yêu vương nhà mình sốt ruột như vậy, phù hoa cũng thật bất đắc dĩ. Nàng ta, bao gồm mấy người lãng kinh không, đều bị nghiêu hữu đạo chống lên làm cái rủ che mưa, không trên không dưới, không chịu nhận cũng được, không chấp nhận cũng không được. Đã đưa mà họ không cần, chỉ cần họ từ chối, nghiêu hữu đạo tùy tiện hô một câu để tất cả người ở đây làm chứng, 300 triệu kim tệ này lập tức không còn liên quan gì đến họ, Đông Hải Đại Thánh nhỏ giọng nhắc nhở Tây Hải Yêu Vương. Ngươi gấp cái gì, Tây Hải Yêu Vương nhỏ giọng đáp lại, có gì đáng sợ chứ, không được thì cho đi là xong, ông ta thoải mái thu phiếu thưởng vào trong tay áo mình. Thấy ông ta lấy xong, là 300 triệu kim tệ, Long Hưu nổi giận. Lão yêu quái, muốn trắng trợn cướp đoạt trước mặt phiêu miễu các hả. Hừ, cơm không thể ăn như vậy, lời càng không thể nói như thế. Tây Hải Yêu Vương nhìn quanh mọi người, nhìn về phía Bạch Ngọc Lâu chư vị đều thấy rồi đấy cũng nghe rồi là nghiêu hữu đạo chủ động đưa cho chúng ta tại sao lại nói là trắng trợn cướp đoạt mạnh tuyên lập tức nhắc nhở nghiêu hữu đạo nơi này là phiêu miếu các tự có người giữ gìn lẽ phải có đưa hay không là do ngươi nói ý của ông ta rõ ràng là bảo nghiêu hữu đạo thu về bây giờ vẫn còn kịp nhưng nghiêu hữu đạo trịnh trọng trả lời lần này ta có thể sống sót trở về là nhờ các huynh đệ tứ hải giúp đỡ càng phải dựa vào bốn bị đại tỷ đại ca kết nghĩa trợ giúp Tiền là chuyện nhỏ, nói không giữ lời là chuyện lớn. Dứt lời, hắn chắp tay với đám đông, tỏ vẻ mệnh khó theo. Hắn đã nói vậy trước mặt mọi người, Long Hưu và Mạnh Tuyên trầm mặc. Ngọc Thương cau mày, ba người phí trường lưu xoắn suýt, thầm than, đạo gia, ngài làm loạn gì đây, ngài ngang nhiên đắc tội với ba đại phái đó. Trường môn hoàng liệt của Đại Thiện Sơn lại khác, có vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Huynh đệ kết nghĩa, Nam Hải Pháp Vương có phần khó hiểu quay lại hỏi, các ngươi kết nghĩa, không cái thiên cố sức dạ một cái. Ha ha, hóa ra là người mình. Tây hải yêu vương chỉ sợ thiên hạ không loạn. Vỗ vai nghiêu Hữu Đạo, cười hì hì nói. Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi. Trên đất bằng không ở được thì sang bên phía ta. Sau này ở Tây hải có chuyện gì thì gọi một câu, bản vương chủ trì cho ngươi. Ừm, nghiêu Hữu Đạo lại bị vỗ chúng vết thương, nhè răng đau đớn. Há, ngươi bị thương, ta có hạt thiên tể đan đây. Tây hải yêu vương chợt nhận ra lấy một viên thuốc vứt cho Ngưu Hữu Đạo. "A, cho ngươi, nhận đan dược." Ngưu Hữu Đạo dở khóc dở cười nói. "Yêu Vương quả nhiên là người sảng khoái, chứ sao?" Tây Hải Yêu Vương đắc ý nói, sau đó nói với ba vị kia. "Người ta đã hào phóng, chúng ta cũng không thể keo kiệt." Hạt thiên tệ đan này tính trong 300 triệu kim tệ kia, mọi người chia đều. Đông Hải Đại Thánh, Nam Hải Pháp Vương, Bắc Hải Minh Chủ càng không có gì để nói ông ta đã nói như thế họ còn có thể nói cái gì phù hoa tiến lên một bước thấp giọng nói tiền có thể để lúc về hãng đưa cần gì phải đưa cho chúng ta trước mặt mọi người như hữu đạo người cố ý đúng không như hữu đạo nhỏ giọng trả lời đại tỷ tỷ thấy tình huống rồi đấy làm gì có chuyện quay về vừa quay về tiền đã rơi vào tay ba phái nước yến đến lúc đó các người dù có ép chết ta cũng không có đâu phù hoa cãi chày cãi cối như hữu đạo nếu đại tỷ cảm thấy số tiền này phòng tay có thể trả cho ta trước mặt mọi người đối phương có nhận trước mặt mọi người hay không không phải vấn đề đối với hắn dù sao cũng không bị thiệt món của cải khổng lồ này rời tay rồi hắn lập tức bớt được cả đống phiền phức nếu không như thế hắn còn dám nuốt đống tiền này sao chỉ cần đối phương dám thu hắn dám cho phù hoa nghiến răng nghiến lợi nhà ngươi quá âm hiểm nghiêu hữu đạo không thể nói như thế mọi người đã kết nghĩa rồi có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu đại tỷ không thể một mình ta gánh hết phiền phức chứ chủ nhân tứ hải đều nghiêng tai lắng nghe họ nói chuyện nghe xong đông hải đại thánh thấp giọng hỏi lãng kinh không rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lãng kinh không rất bất đắc dĩ đại thánh việc này rất phức tạp một hai câu không thể kể hết hiện giờ thật sự không phải lúc nói chuyện tây hải yêu vương nhìn như hữu đạo và phù hoa chúc đầu vào nhau thì thầm nhìn người này lại nhìn người kia cuối cùng hỏi phù hoa sảng khoái một chút tiền này có lấy hay không nếu không thì để ta trả cho hắn đừng lãng phí thiên tể đan của phù hoa không biết nên nói như thế nào quan trọng là một hai câu không thể nói được cuối cùng đành cắn răng nói bây giờ nói gì cũng đã muộn có lấy hay không cũng vậy còn chẳng phải vậy tây hải yêu vương rút hai tay về có điều sắc mặt có thêm vẻ ngừa vực ông ta rất muốn biết trong bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến phù hoa cảm thấy số tiền này phòng tay như vậy thực ra cũng không phải phòng tay nếu đã quyết làm phải chuẩn bị gánh chịu hậu quả. Bốn người phù hoa chỉ không ngờ là hấp dẫn sự chú ý của mọi người mau như vậy. như Hữu Đạo ngầm giao cho họ là thích hợp nhất, có cơ hội cho họ thong dong rút lui. Hiện giờ như Hữu Đạo làm như vậy rõ ràng là muốn Tứ Hải đứng mũi chịu sao, vì món của cải khổng lồ như thế sẽ khiến người ta đỏ mắt. Tứ Hải sẽ thành khiên chắn yểm trợ cho Nưu Hữu Đạo thoát thân trước tiên. Minh chủ, nơi này không nên ở lâu, chậm thì sinh biến, chúng ta quay về trước đã đoạn vô thường khẽ nhắc bác Hải Minh Chủ, thấy chuyện bên này đã xác định, Bạch Ngọc Lâu tiếp tục cao giọng đọc hạng 2, mời lên nhận thường. Xếp hạng 2 là nước Yến, so với hạng 1 tranh lệch đến 4 triệu linh trùng, tiền thưởng 100 triệu kim tệ. Đương nhiên, danh nghĩa là nước Yến, nhưng thực ra phải chia cho vệ, tề, chỉ là nước Yến được chia phần hơn thôi. Nghiêu Hữu đạo quay lại xem, thấy người của Tứ Hải đã lặng lẽ rút đi, chợt mỉm cười. Có phiền phức không thể lôi ra ngay lúc này hắn phải ép người của tứ hải rời đi không thể để đôi bên ở lại đối chất chuyện hắn ngầm gây xích mích giữa người của tứ hải và bảy quốc gia tạm thời chưa thể để lộ đôi bên cùng bị chọc giận sẽ khiến hắn gặp phiền phức lớn chờ hắn thuận lợi ổn định thế lực trong tay khắp nơi phải lo lắng chuyện khác chuyện bị lộ ra cũng không đáng kể hiện giờ người tứ hải vừa đi bùn vàng trong đúng quần không phải phân cũng là phân người tứ hải không phải chủ mưu cũng phải là chủ mưu Hắn cùng lắm chỉ là tiểu lâu la gió chiều nào theo chiều nấy mà thôi. Hiện giờ hắn phải cố gắng hóa giải nguy hiểm trước mắt mình có thể phải đối mặt. Hạng 3 là nước Tống, kém hạng 2 chỉ có 500.000 hạt linh trùng. Phần thưởng 50 triệu kim tệ, sau đó còn phải chia với nước Hàn. Hạng 4, 5, 6 là Vạn thú môn, Linh tông và Thiên hành tông. Ba nhà này không có gì để nói, ngay cả nước Tấn còn không được một phân một hào nào, không ngờ họ còn được xếp hạng tuy rằng phần thưởng tới tay họ đã không còn nhiều, gây sự ở thiên cốc, toa như lai còn để hắn xếp hạng nhất. Mấy người Long Hưu vừa hỏi được tình hình đều giật này cả mình, lại quay sang nhìn Nghiêu Hữu Đạo, phát hiện Nghiêu Hữu Đạo đã không thấy đâu nữa. Nghiêu Hữu Đạo sao có thể chờ ở đây đến cuối cùng? Thừa dịp người tứ hải rời đi hấp dẫn sự chú ý, hắn thừa dịp người nước Yến nhận thưởng không chú ý đã đánh mắt cho Ngọc Thương, muốn cùng Ngọc Thương nhanh chóng bỏ chạy. Hắn không sợ nước Yến, sợ cũng vô dụng, hòa thượng chạy được, miếu không chạy được. Chỉ là, hắn không muốn bị ba phái nước yến cuốn lấy ở đây. Người nước triệu và nước tấn chết hết, nhất thời không cách nào đối chất. Những người khác đã có đám đầu tiêu tứ hải kia hấp dẫn. Của cải khổng lồ lại không nằm trên người nghiêu hữu đạo, lại thêm ở trong khu vực của phiêu miếu các có nhiều tiện lợi, chính là thời cơ tốt cho hắn thoát thân. chương 1227, hãng nhất này. một Ngọc Thương không thể chạy theo, đành trơ mắt nhìn nghiêu hữu đạo, vu chiếu hành, Vân cơ cưới phi cầm bay đi. Như Hữu Đạo không có ý muốn kéo ông ta chạy, chỉ là muốn mượn vật cưới phi hành của ông ta, sau đó sẽ trả. Nưu Hữu Đạo bị thương nặng chưa lành, bên cạnh phải có cao thủ bảo vệ. Còn về bản thân Ngọc Thương, nhân duyên khá, có lẽ không ai sẽ làm khó ông ta, hẳn là sẽ an toàn. Ba vị trưởng môn phía phí trường lưu lại có phần nguy hiểm. Nưu Hữu Đạo bảo Vân Hoan ngầm thông báo cho ba vị kia, thừa dịp mọi người chưa chú ý tới họ, mau mau lui về. Bằng không một khi không tìm được hắn những người khác rất có thể sẽ chú ý tới ba vị kia ba người phí trường còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu nghiêu hữu đạo đã nói có nguy hiểm phải rút tất nhiên họ vẫn nhanh chóng chạy đi vân hoan đi theo cùng họ đương nhiên trước khi đi nghiêu hữu đạo không quên báo cho ngọc thương giữ lại mấy người quý ngọc đức cho hắn hắn còn dùng tới ngọc thương không biết nghiêu hữu đạo cần những người kia làm gì nghiêu hữu đạo vội vã bỏ chạy không nói rõ chỉ nói để ông ta ổn định trước tránh bị ông ta giết người diệt khẩu. Mấy người quý ngọc đức đi theo người của phủ vạn động thiên cùng lao ra khỏi bí cảnh, sau đó trốn trong thiên cốc rất lâu không lộ mặt. Họ tuân theo dặn dò của Ngưu Hữu Đạo, vừa ra khỏi thiên cốc lập tức ở cùng người của phủ vạn động thiên, không dám lỡ làng. Hai nhóm người này chỉ có thể chạy trên đất, không có nhiều phi cầm cho họ dùng. Trao giải xong xuôi, các thế lực khắp nơi vừa chạm mặt hỏi han, toàn trường lập tức bùng nổ, hỗn loạn. Đám cho chết, dám gây sự với cả bảy nước, Chẳng trách chạy trước. Nước vệ, nước Tề, nước Hàn, nước Tống nháo nhào kêu loạn, triệu tập người truy sát đám người hải ngoại kia. Hiện trường không tìm được Nưu Hữu Đạo, Nưu Hữu Đạo là tòng phạm của cái khổng lồ không ở trên người Nưu Hữu Đạo, sau khi cấp tốc tính toán thiệt hơn, không thể lãng phí thời gian trên người Nưu Hữu Đạo, tất cả chỉ đành tìm đám người hải ngoại kia tính sổ trước. Một khi để những tên kia ra khỏi biển, quay về địa bàn của đám yêu ma quỷ quái, bọn họ sẽ không chiếm được lợi ích gì cho nên phải tận lực đuổi kịp, chặn đám người kia trên mặt đất. Giao nghiêu hữu đạo ra đây, người nước triệu ngăn người nước yến lại, ba đại phái nước triệu rất giận dữ, họ hỏi người nước Hàn, nước Tống về tình hình của người nhà mình. Hàn, Tống không đáp, cũng không thừa nhận mình từng tham dự việc diệt Tống. Sau đó triệu tìm người nước vệ, tề hỏi, hai nhà này mới nói Hàn, Tống, tấn hợp tác gây ra. Nước triệu lại tìm Hàn, Tống, kết quả hai nhà này chăm miệng một lời đẩy hết cho nước tấn, sau đó dựa vào cớ truy sát người hải ngoại bỏ đi mất. Quan trọng là Hàn Tống hợp tác, một mình nước Triệu không gây sự được với cả hai nước kia, chỉ đành trơ mắt nhìn hai nhà kia chạy mất. Tìm nước tấn, Thái Thúc Phi Hoa còn đang giận dữ, Khí Vân Tông dễ trêu vậy sao? Cuối cùng tìm tới đối tượng tính sổ cũng chỉ có thể là nước Yến. Hiện giờ nước Triệu đã biết, ngay từ đầu bí cảnh Thiên Đô, Ngưu Hữu Đạo đã giết mất ba trưởng lão quản sự của họ ở Thiên Cốc. Đối với việc này ba trưởng môn của ba đại phái nước yến cũng rất giật mình tên điên nghiêu hữu đạo này lại dám ra tay trong thiên cốc có điều ba trưởng môn nước yến nhìn nhân lực sau lưng mình nhân lực nước yến còn lại nhiều nhất nước triệu thì không còn một ai thật không biết mấy người nước triệu trước mắt này lấy đâu ra dũng khí mà đòi tính sổ với họ ba đại phái nước triệu cũng không muốn nhưng không thể không lên tiếng sau này sẽ khiến đệ tử bên dưới thấy thế nào khó chịu cũng phải đòi câu trả lời long hưu nói người của các ngươi gây chuyện ở thiên cốc, ra tay với nghiêu hữu đạo trước tiên, các ngươi còn đòi lý luận. Không phải muốn ủng hộ nghiêu hữu đạo, mà là người ta đã chỉ vào mũi hỏi, tìm đến tận cửa, sao có thể lùi bước. Mạnh tuyên nói, chúng ta không biết nghiêu hữu đạo đi đâu rồi, tự các ngươi đi tìm đi. Tìm được thì tùy các ngươi xử trí. Long Hưu và Cung Lâm sách liếc mắt nhìn y có vẻ ngoài dự tính. Lúc trước Nghiêu Hữu Đạo không nghe lời, hiện giờ đã rõ nguyên nhân là vì 300 triệu kim tệ kia quả thực nóng tay. Người khác cướp giật linh trùng cũng không chơi như vậy, người cướp đằng đông một tí, cướp đằng tây một tí, không phải một lần cướp đủ mà đi khắp nơi góp cho đủ số, đắc tội hết với người ta rồi. Nếu nước yến thực sự thu lại 300 triệu kim tệ, có lẽ hiện giờ đã bị mấy nhà vây vào, là đàng hoàng giao ra kim tệ, của đi thay người, hay là cứng mồm cắn chặt không buông. Nuốt vào cũng phải thành thực nôn ra, vậy thì còn gì thể diện, cắn chặt không buông thì lại chọc phải tổ ong vò vẽ, sẽ bị quần ẩu. Nghĩ lại đã thấy sợ. Hiện giờ coi như hiểu được lòng tốt của Ngưu Hữu Đạo rồi. Có điều, Long Hưu và Cung Lâm Sách cũng có thể hiểu được vì sao Mạnh Viên tức giận đối với Ngưu Hữu Đạo. Hai người đều đã được Sơn Hải và Nghiêm Lập bẩm báo ẩn tình. Linh Kiếm Sơn đưa cho Ngưu Hữu Đạo mỹ nhân lại bị hắn từ chối, cho nên Linh Kiếm Sơn mất sạch thể diện. Có lẽ sợ Ngưu Hữu Đạo sẽ tuyên dương khắp nơi, bên này đang muốn diệt khẩu. Đương nhiên, một nguyên nhân là vì Ngưu Hữu Đạo xuống tay độc ác với người của Linh Kiếm Sơn. Cùng lâm sách không vạch trần chuyện tặng mỹ nhân làm thông gia, ông ta suy nghĩ cho nghiêu hữu đạo, không muốn trêu quá khiến mạnh tuyên thẹn quá thành giận. Long hưu không vạch trần là vì chính ông ta cũng từng ngầm làm chuyện như vậy, sợ vạch trần ra rồi chính mình sau này sẽ tự vác đá đập chân mình. Có điều Long hưu cũng khá bất mãn với nghiêu hữu đạo. Lúc trước Long hưu phái trưởng lão Quách Thanh không mật đàm với thương chiêu tông, kết quả là Quách Thanh không trở về bị người chặn giết, không cần nghĩ cũng biết là do ai làm nhưng một câu nói của mạnh tuyên lại làm cho bên nước triệu tìm được bậc thang hạ xuống trưởng môn tả thừa phong của lạc hà sơn trang quát được đó là do chính các người nói đi tìm người đi y vung tay lên đoàn người rời đi có vẻ như là tìm kiếm ngưu hữu đạo có thể tìm được hay không thì không ai biết được cung lâm sách nhìn theo hừ lạnh rất khinh thường luận nhân lực hay thực lực nước triệu đều không bằng nước yến bên này ngay cả trên chiến trường giao chiến cũng đang bị nước yến đánh cho liên tục bại lui vậy mà còn dám tới kiếm chuyện không sợ tiến thoái lưỡng nan nhưng ông ta quay đầu lại vẫn hỏi mạnh tuyên mạnh huynh không cần phải yếu thế với nước triệu như thế chứ mạnh tuyên lạnh nhạt nói đây không phải yếu thế mà là không cần phải náo đến cùng với nước triệu chẳng phải nghiêu hữu đạo chạy rồi sao cung lâm sách nếu bị bọn họ đuổi theo được mạnh tuyên hỏi ngược lại cung huynh rất hy vọng nghiêu hữu đạo sống được sao cung lâm sách không nói được gì đi tìm đám yêu ma quỷ quái kia đi Tiếng của Thái Thúc Phi Hoa hấp dẫn sự chú ý của người nước triệu. Thái Thúc Phi Hoa nhăn nhúm mặt mày, vừa bi vừa phẫn. Người nước tấn đi vào bí cảnh thiên đô rốt cuộc gặp phải chuyện gì, ở đây không hề hay biết gì, hỏi ai cũng không biết, gặp quỷ rồi. Nước triệu bị diệt không cách nào trả lời, Yến, Vệ, Tề, Hàn, Tống đều tham dự vây công nước tấn, sao có thể nói thật với Thái Thúc Phi Hoa, luôn mồm nói không biết gì cả. Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông canh giữ khu vực lối ra, Tận mắt thấy sự việc phát sinh, đúng là biết một chút. Nhưng đối với việc nước Tấn cũng đã ra tay với quá nhiều thế lực tương quan, ba phái không muốn đắc tội với ai, muốn duy trì trung lập, cho nên cũng nói không biết. Làm sao có thể tất cả đều không biết? Thái Thúc Phi Hoa nghi ngờ nước Tấn bị vây công, để cướp phần thưởng, khí Vân Tông đã phái ra đệ tử tuyệt đối đều là tinh nhuệ. Thực lực của Thái Thúc Sơn Nhạc chắc chắn sẽ không yếu hơn người quản lý của các phái. Nếu không phải bị vây công, ít nhất cũng có người chạy ra được làm sao đến giờ không thấy một ai. chương 1228, hãng nhất này. hai Một hướng hoài nghi khác là người tứ hải, vì nghiêu hữu đạo thu hoạch nhiều linh chủng nhất, rất có thể là do cướp của nước tấn. Nếu thật sự bị vây công, khí vân tông chưa trâu bò đến mức một mình đối kháng được với tất cả thế lực. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đuổi theo lũ yêu ma quỷ quái hải ngoại kia. Cho dù không phải bọn họ gây ra, ít nhất cũng có thể hỏi ra một vài chuyện. Trước khi đi, thái thúc phi hoa nhìn chằm chằm tình hình trong thiên cốc nhưng trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng cho dù người nước tấn còn sống sót trong bí cảnh chưa ra ngoài thì lúc đi ra cũng sẽ không được phiêu miếu các không hạ thủ lưu tình khí vân tông cũng không dám ra tay giúp đỡ chỉ có thể là trơ mắt nhìn bọn họ bị tiêu diệt không đành lòng quay đầu đi thái thúc phi hoa gọi người nhanh chóng đi tới vạn thú môn linh tông và thiên hành tông tới thăm hỏi nước triệu một lát rồi cũng đi cuối cùng bên ngoài thiên cốc chỉ còn lại nhóm người nước yến Lúc này trưởng môn tiêu giao cung, Linh Kiếm Sơn và Tử Kim Động đều thanh thản hỏi thăm tình huống cận kẽ trong bí cảnh. Long Hưu và Mạnh Tuyên hỏi xong tình huống, không có phản ứng quá lớn. Cung lâm sách và nghiêm lập đi sang bên trò chuyện lại giật nảy cả mình, không ngờ mọi chuyện phức tạp như vậy. Thật không thể tưởng tượng được, nhiều hữu đạo trong bí cảnh lại có thể điều khiển cả thế cuộc, quả thực là đùa giỡn tất cả những người tham dự của bảy quốc gia trong lòng bàn tay. Không chỉ là bảy nước, Ma quỷ quái tứ hải và cả ba phái trung lập đều vô tình bị Nưu Hữu Đạo lợi dụng. Tất cả thế lực tham dự đều bị Nưu Hữu Đạo xoay như trong chóng. Chuyện đã xảy ra, nghiêm lập còn thấy phức tạp, càng không cần nói đến người nghe như Cung Lâm Sách. Cả quá trình thực sự khó mà tưởng tượng nổi, nhìn mà than thở, quan trọng là đến cuối cùng Nưu Hữu Đạo đã thành công. Sau khi nghe xong, Cung Lâm Sách thật lâu không nói. Mặc dù ông ta biết Nưu Hữu Đạo bị bức ép bất đắc dĩ mới đi cướp hạng nhất, nhưng vẫn buồn bực thở dài. Chỉ bằng vào thủ đoạn khuấy đảo trời đất này, chẳng trách hắn có thể nhanh chóng nổi bật ở Nam Châu. Sư đệ, để cảm thấy chiêu nạp như hữu đạo vào từ kim động có ổn không? Ông ta bỗng cảm thấy việc này có chút vô căn cứ, khiến cho ông ta có phần bất an. Nghiêm lập hiểu sự lo lắng của ông ta. Ban đầu nghiêm lập cũng lo lắng về mặt này. Người như thế quả thực không tầm thường, phải nói là yêu nghiệt, dẫn tiến vào tử kim động không biết là phúc hay là họa. Nghiêm lập đáp, nói thế nào đây, ổn hay không ổn phải xem đối với người nào đối với mấy người, không hẳn là chuyện tốt, thế nhưng đối với tử kim động không hẳn là chuyện xấu. Hắn thành người của tử kim động cũng không thể lấy môn quy ra làm trò đùa chứ. Thời gian này tiếp xúc với nhau, để phát hiện tuy rằng tên kia làm việc không chừa thủ đoạn nào, nhưng vẫn có điểm mấu chốt. Không nói chuyện khác, nói ngay về chuyện nữ đồ đệ của Trử phong bình. Đệ và Sơn Hải cứ mãi động viên hắn, bảo hắn thoáng đối phó một chút là được rồi, nhưng hắn tuyệt không đồng ý hắn tình nguyện tự mình đi về phía đường chết cũng không chịu làm chuyện đó từ đó có thể thấy cách làm người của hắn lại nói sư huynh nam châu hiện giờ đã thành thịt mỡ trước mặt chúng ta huynh cam lòng từ bỏ sao ai cung lâm sách ngửa mặt lên trời thở dài đúng chỉ cần như hữu đạo thành người từ kim động nam châu sẽ là của từ kim động nam châu bây giờ ai nắm lấy có nghĩa là nắm được quyền lên tiếng lớn nhất nước yến làm sao có thể cam lòng từ bỏ suy nghĩ hết lần này đến lần khác than thở hạng nhất này ba nam ba nữ hết nhìn đông tới nhìn tây chính là mấy người triệu đăng huyền và đồng kim hoàn triệu đăng huyền xem như vẫn có lương tâm nhưng nhìn thấy nhưu hữu đạo làm mất mặt trưởng môn của mình trước mặt mọi người trong lòng dù sao cũng cảm thấy không chắc chắn bèn tìm tới hai thanh niên khác nhiều người can đảm hơn ba thanh niên kết bạn chuẩn bị cùng tìm nhưu hữu đạo để nhưu hữu đạo nể mặt dù sao sau này nhưu hữu đạo cũng phải sống ở nước yến nghĩ rằng dù sao cũng không thể đắc tội hết với họ ai ngờ nghiêu hữu đạo không thấy đâu không biết đi đâu không tìm được ngay lúc ba thanh niên muốn tìm trưởng môn lưu tiên tông phú vân tông và thanh tú sơn để ổn định trưởng môn ba phái lại cũng không thể để cho ba nữ tử không có chỗ để đi sau còn phải tìm nghiêu hữu đạo biện hộ giúp nhưng trưởng môn ba phái trước mắt cái cũng đã không thấy đâu chuyện nơi đây đã xong ba đại phái đương nhiên phải trở về ba thanh niên đau đầu triệu đăng huyền nói kim hoàn nếu không các muội về sư môn trước ta phải về sư môn báo cáo lại hành trình trong bí cảnh theo thông lệ, sau khi xong sẽ đi tìm muội. Đồng Kim Hoàn sợ hãi trắng bệch cả mặt, ôm chặt cánh tay gã ta. Triệu Lang, muội mà về, sư môn không giết muội không yên. Bên kia dục rời đi, Triệu Đăng Huyền cũng có phần sốt ruột. Muội cũng có thể chuyển tới tiêu giao cung ta, Lưu Tiên Tông tất nhiên không dám làm sằng bậy. Dưới cái nhìn của gã ta, một môn phái nhỏ trong nước yến sao dám không nể mặt đệ tử tiêu giao cung đồng kim hoàn kinh hoàng lắc đầu nói triệu lang muội sợ huynh không thể bỏ rơi muội cầu huynh nói xong liền khóc hai nữ tử khác cũng bị dọa hoảng hồn nào dám một mình quay về ba nữ tử khóc lóc níu kéo đệ tử bổn môn đã khiến những người khác chú ý tới long hưu nhận ra trầm giọng nói chuyện gì xảy ra trưởng môn lên tiếng triệu đăng huyền lập tức bị gọi tới trả lời có phần thấp thỏm lo âu thuật lại mọi chuyện long hưu nghe xong liền cau mày đệ tử tiêu giao cùng tự nhiên có tính ưu việt phụ nữ của môn phái nhỏ bên dưới dâng lên ôn nhu hương là chuyện rất bình thường. Cho dù là chính ông ta, lúc xuất hành đến các môn phái nhỏ cũng không thể tránh được chuyện có người nịnh bợ, nhớ thương. Vui đùa một chút là được, sao có thể coi là thật. Long hưu liếc Sơn Hải, không nói nhiều, xoay người đi trước. Sơn Hải chỉ đồ đệ hỏi, người định làm gì, không phải là định cưới về đấy chứ. Triệu Đăng Huyền cầu khẩn, sư phụ, Kim Hoàn vẫn luôn dốc lòng chăm sóc sinh hoạt thường ngày của đệ tử trong bí cảnh nàng thật sự rất tốt với đệ tử, cầu mong sư phụ tác thành. Sơn Hải nhất thời nổi giận, vốn cho rằng đệ tử của mình chỉ vui đùa một chút, nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua, không ngờ chơi lâu thành thật, lại còn muốn ông ta tác thành, tác thành cái gì. Ông ta tỏ vẻ tiếc vì rèn sắt không thành kim, mắng. Tốt với ngươi, nàng ta phản bội nghiêu hữu đạo mới không có chỗ để đi, đành giao thân cho ngươi. Ai làm chỗ dựa được cho nàng ta, nàng ta đều tốt với kẻ đó. Ngươi còn cho là thật hay sao? Triệu Đăng Huyền quỳ phục xuống. Sư phụ, không như người nghĩ, nàng quả thật thật lòng với đệ tử. Sư phụ, hiện giờ nàng không có chỗ nào đi, trước tiên để con mang về sư môn, sau đó đệ tử sẽ sắp xếp. Ngươi, trước mặt bao người gây trò cười thế này, Sơn Hải suýt nữa vùng một trường chém chết tươi gã ta, nhưng dù sao cũng là đệ tử bỏ ra bao năm tâm huyết dạy dỗ, vẫn không thể tàn nhẫn xuống tay được. Ông ta vùng chân đá gã ta ngã lăn, phất tay áo bỏ đi. Sao có thể tùy tiện dẫn người về tiêu giao cung, huống chi đồng kim hoàn còn đội cái tiếng xấu người của tiêu giao cung đi rồi bỏ lại triệu đăng huyền và đồng kim hoàn để triệu đăng huyền tự chùi đít rồi hãng nói an diệu và lâm phi yến không được may như vậy hai thanh niên mà họ dựa vào là hai đệ tử linh kiếm sơn lại không dám cả gan làm như vậy trước mặt mọi người như trần đăng huyền chỉ một nơi cho hai nữ tử đặt chân trước nói là sau đó sẽ quay lại tìm hai nàng chuyện đó là sao cung lâm sách nhìn tình cảnh này liền hỏi chắc là không ngờ nghiêu hữu đạo có thể sống đi ra Nghiêm lập đi bên cạnh đáp, thuần túy chỉ là nói đùa, bởi vì tử kim động không muốn cuốn vào chuyện cười này. chương 1229, đạo gia trở về. Bọn họ ngầm cấu kết với nghiêu hữu đạo, không dễ để đệ tử bên dưới qua lại với những kẻ phản bội nghiêu hữu đạo. Ông ta cũng đã ngăn cản đệ tử bên dưới có ý nghĩ đó. Cung lâm sách à một cái, không nhìn thêm một lần rời đi. Kẻ phản bội, không môn phái nào tha cho, cũng không ai cổ vũ, không đáng được đồng tình. Mấy nhân vật nhỏ, không đáng để ông ta để bụng. Người gần như đi hết, Đồng Kim Hoàn khóc lóc bám víu Triệu Đăng Huyền, không ngờ Triệu Đăng Huyền dám quỳ xuống trước mặt mọi người vì nàng ta, nhất thời cảm động vô cùng. Triệu Đăng Huyền động viên Đồng Kim Hoàn, không sao, không sao, không sao cả, An Diệu Nhi và Lâm Phi Yến khó mà vượt qua được, cũng rất ước ao giống như ân Kim Hoàn. Hai nam tử mà họ ủy thân cho căn bản không có dũng khí lớn như Triệu Đăng Huyền, hay nói cách khác là họ không dám khẳng định thái độ cuối cùng của hai gã kia là gì hay sẽ bỏ mặc họ lại rồi bỏ chạy nếu tiêu giao cung đã bỏ mặc triệu đăng huyền để gã ta tự chùi đít cho sạch vậy thì chuyện dễ giải quyết một mình đồng kim hoàn không dám về lưu tiên tông triệu đăng huyền tự đi với nàng ta có người của tiêu giao cung cùng đi đồng kim hoàn an lòng hơn khá nhiều an diệu nhi và lâm phi yến thì có thể làm sao trừ khi có thể trốn tránh vĩnh viễn không bị bắt bằng không thì phải quay về ra khỏi bí cảnh không về lưu tiên tông còn có thể đi đâu. Các môn phái trong thiên hạ có nhiều điểm khác nhau, nhưng có chỗ lại tương đồng, đó là tuyệt đối không khách khí với kẻ phản bội. Đây là gốc rễ duy trì của các môn các phái trong thiên hạ, một khi đã gánh cái tiếng phản bội sư môn sẽ nửa bước khó đi, trừ khi người tự có đủ thực lực để tự lập. Nếu quả thực kiếm một nơi trốn trước, không về sư môn báo cáo, làm theo lời của hai đệ tử linh kiếm sơn kia, một khi bị xác nhận là kẻ phản bội thì đừng mong còn hy vọng gì được hai gã kia nữa môn phái như linh kiếm sơn có thể dung túng cho đệ tử trong môn thân thiết với kẻ phản bội sư môn sao giống như triệu đăng huyền đi mao lưu sơn trang một chuyến sau lại lấy danh tiếng của linh kiếm sơn ra có lẽ còn có thể tránh được một kiếp nếu không như vậy rất có thể sẽ bị sư môn truy sát mà không chỉ sư môn với thế lực của ngưu hữu đạo một khi hắn quyết tâm muốn đuổi bắt các nàng thì các nàng sẽ rất phiền phức nếu chỉ là sư môn của họ thì còn may với thế lực của sư môn họ sẽ rất khó tìm kiếm khắp thiên hạ chỉ vì họ nhưng nghiêu hữu đạo lại khác hắn là nhân vật có sức ảnh hưởng to lớn đến cả bảy quốc gia chỉ cần hắn đồng ý nhường lợi ích các môn phái trong thiên hạ và châu phủ khắp nơi sẽ hỗ trợ để ý họ không phải đàn ông mà thói đời này hai người phụ nữ độc thân đi đâu cũng sẽ bị chú ý đến họ không có thực lực tự vệ lại càng mất đi thế lực chống đỡ sau lưng cũng không có giá trị lợi dụng bằng vào số tiền thưởng hậu hĩnh của nghiêu hữu đạo các tán tu tứ lung tung kia cũng dám động đến họ trốn ra hải ngoại có thể là một biện pháp phàm là kẻ không dám đặt chân trên đại lục thường sẽ trốn ra hải ngoại. Thế nhưng, như hiếu đạo có quan hệ với các chủ nhân tứ hải, họ cũng đã thấy rồi, sợ rằng hải ngoại cũng không tha cho họ. Đương nhiên, có thể mai danh ẩn tích trong rừng sâu núi thẳm, nhưng trước khi hy vọng chưa bị cắt đứt hoàn toàn, hai cô gái trẻ sao có thể hạ được quyết tâm này. Ẩn cư sơn giã thường là chuyện mà lũ đàn ông mới làm, có mấy người phụ nữ có thể dứt bỏ trốn phồn hoa thế gian. Thấy triệu đăng huyền tự tin tràn đầy, hai cô gái cũng cảm nhận được thực lực khổng lồ của ba đại phái nước Yến. Như hữu đạo không thể không e ngại, họ có thể đi cùng, cùng đi mau lư sơn trang đối mặt. Ba con phi cầm cùng bay lên, trên đường, mấy người phí trường lưu náo loạn, ba vị trưởng môn dù gì cũng muốn nghe được sự tình trong bí cảnh, vân hoan lại chẳng có hứng kể cho họ. Như hữu đạo làm ra một số chuyện là không nên để lộ. Ai, ba phái chúng ta phái đi đệ tử phụng dưỡng đạo ra sợ là đã gặp nạn rồi đúng không? Phí trường lưu ngồi cùng một con phi cầm với Vân Hoan, lên tiếng hỏi. Trong lúc Nghiêu Hữu Đạo không ở đây, lo lắng Nghiêu Hữu Đạo không về được, ba phái tự chuẩn bị đường lui cho chính mình mà đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với Nghiêu Hữu Đạo. Lúc này đề cập đến chuyện đệ tử ba phái là họ đang viện cớ, đó là ba phái cũng đã hy sinh cho đạo gia, muốn Vân Hoan nói chuyện giúp. Không đề cập tới việc này cũng còn tốt, vừa nói tới việc này, Vân Hoan chợt tỏ vẻ quái dị, nhìn hai phi cầm bay song song hai bên, chật chật nói ba phái các vị dạy đồ đệ tốt thật ăn cây táo rào cây sung chơi rất ra trò ba vị trưởng môn cứng đờ hạ hoa hỏi vân huynh sao nói lời ấy vân hoan hỏi ngược lại các vị không nhìn thấy ba đệ tử của các vị đang ở chung với ai sao ba người nhìn nhau họ còn chưa nhìn thấy mấy người đồng kim hoàn cũng vì ba cô gái kia có tật giật mình nên cố ý tránh né họ náo loạn một hồi họ còn tưởng ba đệ tử kia đã hy sinh trịnh cửu tiêu vân huynh có chuyện gì kính xin nói thẳng vân hoan đoán chắc ba người phụ nữ kia xui xẻo rồi cười lạnh nói không bao lâu sau khi tiến vào bí cảnh ba đệ tử kia của các vị lập tức ruồng bỏ nghiêu hữu đạo vân hoan kể lại vắn tắt chuyện nghiêu hữu đạo trở mặt với trừ phong bình bị trục xuất nhấn mạnh vào chuyện nói ba cô gái kia ruồng bỏ nghiêu hữu đạo thế nào các vị thật sự không nhìn thấy hay giả vờ không thấy ba ả à, tiện nhân kia bây giờ còn đang quấn quyết lấy người của ba đại phái kia kia nhiệt đồ hạ hoa quát mắng ba vị trưởng môn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy tuy họ có thể hiểu được ba nữ đệ tử kia vì sao lựa chọn như thế cũng chỉ vì tự vệ nhưng hiện giờ nghiêu hữu đạo sống sót đi ra bảo họ làm sao trả lời với nghiêu hữu đạo có thể nói ba vị trưởng môn nháy mắt đã ngơ ngẩn cùng có vẻ mịt mù khó hiểu là bốn vị chủ nhân tứ hải đang trở về hải ngoại trên đường về họ đã hỏi rõ chuyện xảy ra trong bí cảnh lúc này Tây Hải yêu vương mới biết 300 triệu kim tệ trên tay mình rốt cuộc bỏng đến mức nào, khiến mặt ông ta méo cả đi. Không chỉ cướp một nhà mà là vài nhà, mà nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, bảy quốc gia cũng chưa đến mức quay lại gây sự với họ, quan trọng là trong tay họ bây giờ có một món tài sản khổng lồ. Vừa khiến người ta đỏ mắt theo dõi, còn có cái cớ cực tốt cho người ta bắt lấy, ông ta có thể tưởng tượng được sau này rất có thể sẽ bị nhóm lớn người truy sát. Người làm sao không nói sớm, Tây Hải yêu vương tức nổ phổi, giống lên với phù hoa. Phù hoa giờ khóc giờ cười. Đại vương, ngài bảo ta nói thế nào, nhất thời có thể nói rõ được sao? Trước con mắt mọi người, lẽ nào từ chối nhận số tiền kia? Từ chối thì chúng ta còn được cái gì, mà đây là 300 triệu kim tệ. Tây Hải yêu vương cắn răng nói, lúc đi đã từng dặn ngươi, phiêu miếu các không có ý tốt, tận lực tự vệ, người còn làm ngược lại. Phù hoa, ta cũng chẳng còn cách nào khác, chúng ta không ra tay, người của bảy quốc gia cũng sẽ tiêu diệt chúng ta để bàn giao cho phiêu miếu các. Chúng ta không thể chờ chết chứ, thằng cháu trai nghiêu hữu đạo kia chẳng có ý tốt, mẹ nó, người như thế mà các người còn kết nghĩa với hắn. Hiện giờ người trong thiên hạ đều biết các người kết nghĩa huynh đệ với hắn đấy. Tây Hải yêu vương chửi ầm lên, phù hoa cũng chẳng biết nói gì hơn, bây giờ nghĩ lại, lần kết nghĩa kia quả thực chẳng có đạo lý gì. Đằng sau có người tới, Đông Hải Đại Thánh đột nhiên hô to, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa quả nhiên xuất hiện nhiều bóng người lờ mờ. Chương 1230, hung hăng nhất từng thấy. Một, chẳng cần nghĩ cũng biết là kẻ nào, Tứ Hải lập tức điều động phi cầm tăng tốc độ nhanh nhất. Tiền tới tay, muốn bắt họ phun ra cũng không dễ. Quan trọng là một khi bị đuổi theo, chỉ e không chỉ phun tiền mà thôi. Mao Lư Sơn Trang, ba con phi cầm lướt tới, xoay vòng trên tầng trời thấp. Vân Hoan nhảy xuống, đáp xuống Sơn Trang. Mấy người phí trường lưu vì chuyện ba đệ tử mà lúng túng, xa sút điều khiển phi cầm đi nơi khác tránh chạm chán, thương nghị phải làm thế nào. Nhìn thấy Vân Hoan, mọi người trong sơn trang lao tới. Thương Thục Thanh nhấc váy từ trong viện chạy ra, chỉ thấy Vân Hoan mà không thấy nhiều hữu đạo, quản phương nghi đỏ mắt, không quan tâm nam nữ khác biệt, lôi kéo Vân Hoan vội hỏi. Đạo ra đâu, viên cương nghiêm mặt, nắm chặt hai tay, Thương Thục Thanh vừa chạy tới, răng cắn chặt môi, trong mắt đã lóng lánh nước mắt, vân hoan nói không cần lo lắng hắn còn có việc khác tạm thời không thích hợp để về ngay hắn đi nơi khác lánh tạm rồi lời này vừa nói ra thương thục thanh nhín khóc mỉm cười viên cương ngửa mặt lên trời thở phào ra một hơi quản phương nghi mừng rỡ nói đạo gia sống sót trở về nói đến sống sót trở về vân hoan hồi tưởng lại cũng cảm khái thở dài thực sự là mạo hiểm cũng chỉ hắn là có thể nếu là người khác thì e đã không về được nhưng mọi người yên tâm không sao nữa rồi, hắn đã an toàn đi ra. Thương Thục Thanh gạt lệ hỏi, đã an toàn đi ra, vì sao đạo gia không về thẳng đây? Vì sao còn phải đi làng tránh? Không ai hiểu tâm tình nàng lúc này. Hiện giờ thực sự nàng rất muốn gặp Nhiêu Hữu Đạo, cực kỳ muốn gặp. Vân Hoan than thở, quận chúa, sự tình phức tạp, bây giờ ta vừa nghĩ lại mà còn thấy sợ. Chưa vào bí cảnh, đang tập kết ở thiên cốc, hắn đã xảy ra chuyện, dùng thiên kiếm phủ giết ba trưởng lão chủ sự của nước triệu ngay tại chỗ, hắn ta kể lại đại khái việc bị toa như lai like ép lấy hạng nhất khi đó. Mọi người nghe mà hãi hùng khiếp vía, phiêu miếu các là nơi nào, dám giết người trong phiêu miếu các, quả thực là điên rồi. Quản phương nghi và thương thục thanh nhìn nhau, cuối cùng cũng biết vì sao nghiêu hữu đạo phải chuẩn bị hậu sự, cuối cùng cũng biết vì sao ngọc thương ấp áo úng báo tin. Nếu tin tức này lúc đó bị lan truyền ra, cả Nam Châu tức khắc đại loạn, không phải điều mà hiểu nguyệt các muốn thấy. Quay đầu lại, quản phương nghi hỏi, đạo gia đã không sao, nói cách khác, đạo gia lấy được hạng nhất. Vân Hoan cười khổ, vuốt cằm nói, không sai, trong quá trình tiến hành bí cảnh thiên đô, đạo gia một người ép quần hùng, đoạt được hạng nhất. Cho dù nghe từ đầu đã có dự đoán, nhưng đến lúc xác nhận kết quả, mọi người vẫn bị chấn động không nhẹ. Hạng nhất, thương thục thanh cắn môi không nói, nội tâm này sinh cảm giác kiêu ngạo. Nàng biết, không có chuyện gì có thể làm khó đạo gia. Viên cương như chút được gánh nặng nói đạo gia không hổ là đạo gia tung hoành hắc bạch lưỡng đạo mà ta biết mọi người không nghiền ngẫm thâm ý trong lời nói của hắn ta quản phương nhi lại hỏi trong bí cảnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì chuyện này vân hoan nhìn mọi người hơi khó xử nói không thể dăm ba câu mà nói rõ được liên lụy tới một số vấn đề thực khó nói ta cũng không biết có nên nói cho mọi người hay không mọi người đừng nên hỏi ta hỏi chính hắn đi hắn đã nói rồi sẽ mau chóng liên lạc với mọi người vừa mới nói xong công tôn bố đã bay tới cầm mật thư vui vẻ nói thư đạo gia gửi thư cho viên huynh cái gì viên huynh với trả viên huynh quản phương nghi cướp lấy xem trước tiên không xem thì thôi vừa xem một lượt sắc mặt bà ta đã trầm xuống lại là kiểu chữ quái lạ mà bà ta không thể hiểu nổi liền tức giận ném cho viên cương viên cương liếc xéo bà ta một cái lật thư ra xem quản phương nghi hỏi công tôn bố đạo gia vừa từ bí cảnh ra sao ngươi nhận được thư của đạo gia nhanh vậy công tôn bố ta cũng không rõ đạo gia tự mình tìm tới cứ điểm bí mật ở ngũ lương sơn nước triệu bảo người ở cứ điểm khẩn cấp truyền tới quản phương nghi suy tư xem ra nghiêu hữu đạo rời bí cảnh lập tức chạy thẳng tới cứ điểm ngũ lương sơn bà ta quay lại hỏi khỉ mặt đỏ trong thư viết cái gì xem xong thư viên cương chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thương thục thanh quận chúa nơi này không thích hợp ở lâu phải đưa cô về phủ thành thuận tiện làm phiền quận chúa nhắn cho vương gia, đạo gia đã nghe được tin tức triều đình nước triệu tìm triều đình Yến và vương gia đàm phán từ đệ tử Ngũ Lương Sơn. Đạo gia nói, mặc kệ triều đình, không cần lo lắng ba đại phái, lập tức cử đại quân tấn công nước triệu. Bất kể vương gia đánh thế nào, nói chung là phải gây chiến trước đã. Dùng chiến sự tuyên cáo về Nam Châu, về thiên hạ, đạo gia đã về rồi. Thương Thục Thanh gật đầu, hỏi, đạo gia có nói trong thư lúc nào sẽ về không? ca ca của ta hẳn là muốn gặp đạo gia quản phương nghi tựa như cười mà không cười nhìn nàng thầm nghĩ phải là cô muốn gặp hắn chứ viên cương cứng rắn nói trong thư không nói thương thục thanh ừ một cái nhẹ cúi mặt trong mắt có vẻ thất vọng viên cương nói đoạn hổ đoạn hổ tiến lên một bước có viên cương lập tức liên hệ lưu tiên tông phù vân tông thanh tú sơn nói là đạo gia đã dặn dò muốn nhân lực của ba phái lập tức đi tới chiến trường toàn lực ủng hộ cho mông soái tác chiến vâng đoạn hổ nhận lệnh rời đi viên cương điểm danh người khác lôi tông khang lôi tông khang bước lên có viên cương lập tức liên hệ đại thiện sơn bảo đại thiện sơn lập tức tập kết nhân lực đi chiến trường ủng hộ mông soái tác chiến nói là do đạo gia bảo nếu dám kéo dài đại thiện sơn tự cút khỏi nam châu đi đừng để đạo gia xuống tay ấy lôi tông khang sững sờ cứ nói vậy với đại thiện sơn sao cứ nói như vậy viên cương giơ một ngón tay lên đạo gia nghe nói có kẻ muốn gây chuyện trong lúc hắn không có đây. Đạo gia muốn xem là kẻ nào muốn gây chuyện, mọi người nghe ra ý đồ giết một gian trăm trong câu nói. Có vẻ như ai dám nhảy ra sẽ lập tức xử lý kẻ đó. Ra vẻ hùng hồ dọa người như vậy chính là để thăm dò, rõ ràng bày tỏ ý muốn xem kẻ nào dám trái nghịch. Thương Thục Thanh có phần trột dạ, lúc đạo gia không có đây, ca ca nàng cũng đã động tay chân một chút, không biết có bị đạo gia biết hay không. Được, lôi tông khang biết, vâng dạ, viên cương ngô tam lưỡng ngô tam lưỡng tiến lên một bước có viên cương người phụ trách liên hệ nước tống và nước hàn nói cho nước tống đạo gia đã nói rồi có xuất binh trợ giúp nước tống hay không tìm kẻ khác cũng vô dụng việc này đạo gia nói là được thấy không nói tiếp ngô tam lưỡng nghi hoặc vậy thôi ừ viên cương gật đầu nói tiếp bên nước hàn thì nói đạo gia bảo bọn họ lập tức dừng chiến với nước tống bằng không nam châu ta lập tức gửi quân giết vào lãnh thổ nước hàn chuyện này ngô tam lưỡng tỏ vẻ khó hiểu hỏi chỉ cảnh cáo thôi nước hàn có thể nghe sao đừng nói ông ta ngay cả mấy người quản phương nghi cũng có vẻ khó hiểu họ nào có biết nghiêu hữu đạo trong bí cảnh đã đắc tội với bao nhiêu người hiện giờ hắn đi ra tất nhiên vướng tay vướng chân khắp nơi thí dụ như với nước tống hành vi đã rất rõ ràng đó là đang nhắc nhở nước tống có phải ba đại phái nước tống tiếp tục muốn gây sự với ta khóe miệng vân hoan hơi giật giật viên cương thư không dài khó nói rõ, đạo gia nói vậy tất nhiên có nguyên nhân, làm theo đi. Được, ngô tam lưỡng đáp lại, viên cương quay đầu nói với công tông bố, ngũ lương sơn phụ trách liên lạc với nước tề và nước vệ, chia ra báo cho hai nước này rằng đạo gia đã giặt, hai nước truy sát đạo gia trong bí cảnh làm đạo gia rất mất hứng. Đạo gia chuẩn bị khởi quân ở nơi khác lãnh thổ nước triệu, liên thủ với nước tấn giáp công tề, vệ. Từ đâu ra quân đội đây? Mắt quản phương nghi chấp sáng, lẽ nào nói về chuyện hiểu nguyệt các khởi binh? ngoại chưa hiểu nguyệt các, hẳn là không có ai khác. Hiểu nguyệt các khởi binh có thể tấn công tề, vệ sao? chương 1231, hung hăng nhất từng thấy. Hai, hả, công tôn bố giật mình, không đợi y hỏi, viên cương lại nói. Mặt khác, liên lạc triều đình nước tấn, nói là đạo gia chọc phải hai nhà tề, vệ trong bí cảnh, hai nhà này không chịu buông tha. Đạo gia muốn khởi binh trong lãnh thổ nước triệu liên thủ với nước tấn tấn công tề, vệ. Hơ, công tố bố vẫn chưa hiểu nói đạo gia nói vậy có ý gì viên cương lại lấy trang thư ra nói thư ngắn không thể nói rõ ta cũng không hiểu có ý gì làm theo không sai mau đi được rồi công tôn bố thở dài xoay người đi sắp xếp công việc tương quan viên cương quay lại quản phương nghi nói đạo gia dặn người của sơn trang tạm thời rút lui do ta sắp xếp việc rút đi đạo gia bảo ngươi mang người đáng tin đi tìm hắn tiếp đón hắn ngươi chuẩn bị một chút ta sẽ báo nơi gặp gỡ cho người biết. Quản phương nghi gật đầu, bà ta biết, Mao Lưu Sơn Trang lần thứ hai rút đi, như hiểu đạo sẽ trốn trốn tránh tránh, tất nhiên là gặp nguy hiểm, nơi gặp gỡ không nên để nhiều người biết. Đi gặp mặt như hiểu đạo là việc mà bà ta tình nguyện làm. Một năm không thấy, đang rất muốn gặp, Vân Huynh, đạo gia bảo Huynh dẫn Huynh đệ đổ Vân Sơn đi tiền tuyến, trợ giúp mông Soái tác chiến. Viên cương lại quay sang bàn giao, Vân Hoan gật đầu, được, biết rồi, mọi người nhận được lệnh, mạnh ai người nấy làm tuy chưa gặp nghiêu hữu đạo nhưng họ đều cảm nhận được nghiêu hữu đạo đang hung hăng trở về hung hăng trước nay chưa từng thấy mọi người đều nhận ra nghiêu hữu đạo bày ra chiêu này là muốn nhanh chóng bình định hiện tượng phản loạn nảy sinh trong lúc hắn không có ở đây bầu không khí của cả mau lưu sơn trang lúc nghiêu hữu đạo không có ở đây hoàn toàn khác biệt với lúc hắn có đây gần như tan giã lòng người chỉ vì tin tức nghiêu hữu đạo thoát hiểm từ bí cảnh thiên đô về mọi người lập tức tụ tập một lần nữa tất cả mọi người đều hiểu được cảm giác có hay không có nghiêu hữu đạo khác biệt thế nào. Mao Lư Sơn Trang không có nghiêu hữu đạo bị áp chế không thở nổi, có nghiêu hữu đạo thì ngay lập tức đã lấy thế xét đánh không kịp bưng tai đè lại khắp nơi. Chưa thấy nghiêu hữu đạo, nhưng chỉ vì mệnh lệnh liên tiếp phát ra của nghiêu hữu đạo đã khiến tất cả mọi người bỗng phấn chấn hơn, tinh thần vốn bất an đều bình phục. Cảm giác không hài hòa bất chợt tan thành mây khói, dù cho đối thủ một mất một còn như Viên Cương và Quản Phương Nhi cũng lập tức thả xuống các loại tranh chấp. Nhận được thư của Ngưu Hữu Đạo, Viên Cương không còn hành động rối loạn. Đối với Viên Cương đang cầm thư của Ngưu Hữu Đạo, Viên Cương nói gì, quản phương nhi cũng ngoan ngoãn chấp hành. Ngưu Hữu Đạo trở về, mọi phương diện của Mao Lư Sơn trang dục già dục dịch vận hành, lòng người cấp tốc ổn định, hiệu suất làm việc rõ ràng tăng lên. Lưu Tiên Tông, Phú Vân Sơn, Thanh Tú Sơn nhanh chóng tập kết đệ tử ba phái đi chiến trường yến, triệu phối hợp với Mông Sơn Minh. Vân Hoan cũng vậy, dẫn dắt quần yêu từ độ Vân Sơn chạy tới. Quản phương nghi dẫn theo ba con phi cầm lớn mau chóng bay đi, đồng thời hộ tống thương Thục Thanh trở về phủ thành Nam Châu. Viên cương ở lại, chấp hành công việc rút đi do Ngưu Hữu Đạo dặn. Trong lúc các phương khắp nơi đang rối loạn chuyện bí cảnh, Ngưu Hữu Đạo đã nhân cơ hội mau chóng để Mao Lư Sơn Trang tác động tới các thế lực tương quan. Phủ thành Nam Châu, quản phương nghi bỏ lại thương Thục Thanh liền đi, không có lòng ở lại lâu thêm. Bà ta cũng gấp gáp muốn đi gặp Ngưu Hữu Đạo, những chuyện khác đối với bà ta thực ra đều không quan trọng, bà ta không có lòng ham tranh quyền đoạt lợi cũng không thích chém chém giết giết nghiêu hữu đạo trở về bà ta cũng không muốn phí tâm vào những chuyện động tí đã liên lụy đến sinh tử của cả đống người năng lực có hạn xử lý không nổi qua sự kiện này bà ta cảm thấy nên làm chân chạy vẫn tự tại hơn quản phương nghi phát hiện mình ở bên cạnh nghiêu hữu đạo vẫn an tâm hơn chút trong đình viện thương thục thanh nhìn theo ba con phi cầm bay đi xa mà lòng âm u nàng có thể đoán được thấy gương mặt hớn hở lâu ngày không thấy của quản phương nghi, hẳn là bà ta đi gặp Nhiêu Hữu Đạo. Theo thông lệ, quản phương nghi vẫn luôn đi theo bên cạnh Nhiêu Hữu Đạo. Quận chúa, người về rồi, quản gia phủ thứ sử nghe tin chạy tới, đứng ngẩn ngơ chốc lát, thương Thục thanh quay đầu lại hỏi. Vương ra đâu, quản gia nói, đang tiếp đón khách mời bên nước triệu, thương Thục thanh trầm mặc một chút, nhớ tới tin tức Nhiêu Hữu Đạo phát tới. Nói là đã nghe thấy tin triều đình nước triệu phái người đến đàm phán với ca ca, liền nói ngay thông báo cho vương gia nói là đạo gia về rồi a à, đạo gia trở về được 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 quản gia kinh ngạc liên tục vâng giả rồi rời đi được biết nhưu hữu đạo trở về thương chiêu tông lập tức dừng việc tiếp khách trước tiên nắm tay lam nhược đình chạy tới liên tục hỏi thăm không được gì thương thuộc thanh căn bản không được gặp nhưu hữu đạo không biết nhiều hơn tình huống về hắn có điều đã chuyển giao tin nhắn của nhưu hữu đạo đạo gia hung hăng như vậy thật hiếm thấy từ lúc bí cảnh đi ra đã như vậy xem ra có chuyện ngoài dự liệu. Nếu có kẻ cãi lời, sợ là đạo gia sẽ không nương tay, tất nhiên giết một gian trăm. Lam Nhược bình thở dài, rất nhanh sau đó, trong phủ thứ sử, một con kim xí nhanh chóng bay lên, mang theo mật lệnh cho mông sơn minh chủ soái ở tiền tuyến. Đại thiện sơn, Hoàng Liệt trở về, than ngắn thở dài cùng một đám trưởng lão trong điện nghị sự. Nghiêu hữu đạo sống sót trở về khiến đám người đại thiện sơn rất thất vọng, miếng ngon đưa đến miệng lại bay đi. Tên này lại dám giết người trong thiên cốc, đúng là sống lâu phát chán, nhưng như thế cũng không giết được hắn. Làm sao lại để hắn lấy được hạng nhất, cả đám người đều bất đắc dĩ cảm khái, chợt có đệ tử đến báo. Trưởng môn, Mao Lư Sơn Trang, như hữu đạo gửi thư. Mới đó đã có thư, Hoàng Liệt cảm thấy ngoài dự tính, ông ta cũng chỉ vừa mới về Đại Thiện Sơn không lâu. Nhận thư xem, sắc mặt Hoàng Liệt trầm xuống, trong thư nói cái gì, có người hỏi, Hoàng Liệt sầm mặt, đưa thư cho người khác xem, rất nhanh, có xem thư xong vỗ bản đột cái đứng bật dậy. Càn dỡ, hò hét quát tháo, không cho một chút thể diện nào. Coi Đại Thiện Sơn ta là cái gì? Ta muốn xem xem hắn làm thế nào khiến Đại Thiện Sơn ta cút khỏi Nam Châu. Sau khi xem thư, liên tục có người nóng tính quát mắng. Có người tức giận, cũng có người bình tĩnh. E là hắn đã nghe thấy tin tư xê gì đó, đang lúc tức giận. Chọn trở mặt hay làm gì, mọi người phải cân nhắc. Nếu là kẻ khác, bọn họ có thể dám trở mặt nhưng đối mặt với kẻ đã từng một tay đá thiên ngọc môn ra khỏi nam châu như niêu hữu đạo bọn họ không thể không cân nhắc đối mặt với mao lư sơn trang lúc trước họ có thể không để ý nhưng niêu hữu đạo trở về lập tức sinh ra sức uy hiếp cực lớn đối với họ thực lực có thể đối kháng với yến hoàng thương kiến hùng sức ảnh hưởng có thể điều động tất cả lực lượng nam châu năng lực đủ để giao phóng với ngoại giới Thế lực sau lưng có thể chặn giết không lưu tình cả đoàn người trưởng lão quách thanh không của Tiêu Dao cung muốn mật đàm với Thương Chiêu tông, bản lĩnh áp bách quần hùng trong bí cảnh Thiên Đô để cướp hạng nhất. Người như thế không dám động Đại Thiện Sơn, mọi mặt đều khiến cho họ cực kỳ e ngại. Đối mặt với tin nhắn hung hăng không thèm để lại chút đường lui của Nưu Hữu Đạo, không ai nghi ngờ việc Nưu Hữu Đạo có năng lực đá Đại Thiện Sơn ra khỏi Nam Châu hay không. Thật sự muốn trở mặt với Nưu Hữu Đạo sao? Cái giá quá lớn, gia nghiệp lớn tức thì tức, Đại Thiện Sơn dù thế nào cũng vẫn phải theo, triệu tập nhân lực đi tiền tuyến. Đại Thiện Sơn có nghe lời hay không, trận này đều phải đánh. Không chỉ nhằm vào một môn phái, chuyến này như hữu đạo từ bí cảnh ra đã động thủ toàn phương vị rồi. Tiền tuyến, Mông Sơn Minh nhận được mật lệnh của Thương Chiêu Tông. Nhận được tin từ trưởng môn tư đồ diệu, tu sĩ vạn động thiên phủ cũng đi tới tìm Mông Sơn Minh trước. Trường 1232, Nhiêu hữu Đạo quả thật là người giữ chữ tín. Tư đồ diệu làm việc theo ý của Ngưu Hữu Đạo, đó chính là một trong những sức ảnh hưởng không gì sánh kịp của Ngưu Hữu Đạo ở Nam Châu. Không đợi môn phái khác nhận được chỉ lệnh của Ngưu Hữu Đạo tập kết đủ, Mông Sơn Minh nhanh chóng tách quân đội và tu sĩ trông giữ của nước Yến ra, truyền lệnh tấn công trực tiếp cho quân đội Kim Châu, chỉ chớp mắt đã xé rách thế cuộc chiến trường giữa Yến và Triệu Đạt Thành một năm nay, tập kích. Hành trình bí cảnh thiên đô kết thúc tuy có nghĩa là chiến sự của các nước được giải đông, nhưng nước yến ra tay chớp nhoáng như vậy vẫn là điều nằm ngoài dự đoán của nhiều người nước triệu vô cùng giận dữ đàm phán đàm phán cái gì trông như có thành ý đàm phán hay sao sau khi phẫn nộ nước triệu cũng có bất an và hoảng loạn chẳng lẽ nước yến nhất định phải thắng được cuộc chiến này bằng không tại sao lại khai chiến tiêu giao cung và linh kiếm sơn là thế lực đầu tiên không nhịn được cùng nhau chạy tới tử kim động bên này tương đối bình tĩnh hơn vẫn ngồi ở nhà như hữu đạo muốn làm gì sao chưa được chúng ta đồng ý đã tự tiện khai chiến trên núi đá hiểm trở dưới tán cây tùng xanh có thể ngắm nhìn biển mây cuồn cuộn chung quanh trưởng môn ba đại phái chạm chán. mạnh tuyên thấy người là mắng long hưu cũng trầm giọng nói như hữu đạo này cả gan làm loạn trong mắt nào có ba đại phái chúng ta đã hoàn toàn không còn bị khống chế rồi